Alo, Gia Lai đâu ạ? Dạ, alo ạ. Dạ, em chào chương trình ạ. Rồi, tôi đang nghe bạn nói đi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, cháu chào chú Đinh Đoàn ạ. À. Cháu cũng hâm mộ chú lâu rồi nhưng mà không biết kết nối kiểu gì á. Hôm nay cháu lên Facebook chú tìm số điện thoại cháu đăng ký tuần trước rồi ạ. Rồi, thế là hôm nay được À. chương trình kết nối đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, Thế băn là khoăn điều gì vậy cô gái trẻ? cháu cũng có một cái câu hỏi thắc mắc thế này, cái chuyện thầm kín thôi. Cháu cũng lấy chồng, lấy ông xã cũng 12 năm rồi ạ. À. Cũng có hai cháu rồi ạ. À. Rồi. Và cháu cũng là mối tình đầu, cháu là chồng cháu là mối tình đầu của cháu, và cháu lấy đến ngày hôm nay là 12 năm rồi ạ. À. Rồi. Nhưng mà khi mà đến năm thứ 10 thì cháu phát hiện ra là vợ chồng cháu thì lấy nhau từ hồi đó giờ mà chưa có một lần nào để thăng hoa cùng nhau ấy ạ. À. Là vợ chồng mà chuyện nếu nó cùng nhau để thăng hoa ấy à, cháu chưa được một lần nào. Và trong cái suốt cái 10 năm đó là cháu luôn luôn bị chồng là kiểu đánh đập kiểu về cái chuyện đó ạ. Dạ vâng ạ. Thì sau cái năm thứ 10 là cháu phát hiện ra là chồng cháu bị như thế, là anh biết lỗi của anh và anh xin lỗi. Là cái năm thứ 10 là bọn cháu định ly hôn nhưng mà vì hai con nên ở lại đến năm nay là 2 năm. Vì Rồi. đến giờ phút này thì anh vẫn cứ cái tính đó và cứ gán cho cháu là một cái tội là anh không làm em thỏa mãn, là sau này chắc chắn em sẽ đi ngoại tình á, là anh có cái tính ghen như vậy ạ. Và Rồi. cháu nói là cháu không bao giờ, từ hồi đó em sống với anh từ hồi đó giờ chưa có một cái tính là em sẽ phụ anh để đi với người khác. Nhưng mà em cũng không biết nhu cầu mình nó như thế nào, tại vì mình không biết thì nó mất đi rồi đó chú. Nhưng mà chồng cháu này ảnh lại rất là Nghi cao và ngờ đúng ảnh không? Nghi cứ ngờ mình muốn ngoại là tình, đâm ra là vợ cái chiều chuyện thôi. quan hệ tình dục Dạ vợ vâng. chồng thì là khiến bạn không thăng hoa, đâm ra là anh đang nghi ngờ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà Rồi. ảnh là có một cái tính là vợ là chiều, ảnh là phải chiều trên trên phim trên mạng phải chiều như vậy Bây ạ. giờ thì Ý bạn mong muốn điều gì ở chương trình? là cháu mong muốn là như vợ chồng cháu như vậy liệu có sống mãi với nhau được hay không, hay là cháu cháu có chịu đựng được đến 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 cuối đời không ạ, hay là như thế có ảnh hưởng gì đến sau này vợ chồng, hay hay là cháu phải thôi à, dừng lại à? Cái lộ trình đám cưới của bạn là 12 năm nay đúng không? Dạ vâng ạ. 10 năm đầu thì bạn nói rằng là quan hệ tình dục và không cảm thấy là thăng hoa gì cả, và trong quãng Dạ. thời gian là không hề thăng hoa. Thế còn 2 năm gần Dạ đây không. bạn cứ Hai không. năm gần đây thì là chồng cháu ảnh có xem, nói chung là những năm gần đây là xem internet các thứ mạng rồi, ảnh có tăng tiến hơn là ảnh ảnh À, hồi trước anh ta trước là cải ảnh thiện dùng được cái chất dùng lượng dùng 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 quan ảnh hệ của cải anh thiện ta. bằng. Thế 2 năm qua thì bạn có anh ta thay đổi như thế thì bạn có thích thú không? Ý là cháu vẫn thích nhưng mà một tháng như vậy nhu cầu của cháu có 2-3 lần thôi ạ. À, thế còn anh ta? Dạ. Anh thì nói chung là một tuần đều đặn như vậy có 3-4 lần. Ý là bây giờ giảm rồi, cho trước là ngày nào cũng đòi ạ. À, rồi. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ cô gái? Dạ, năm nay cháu 32 tuổi và chồng cháu năm nay 34 ạ. Anh tuổi Mậu Thìn và cháu tuổi Canh Ngọ. Mà cháu hỏi thêm chú Đinh Đoàn nè, là 2 tuổi ấy có hợp không à? Chú Đoàn dạ không phải là thầy bói. dạ vâng, ấy là cháu chỉ nói tuổi ra thôi ạ. À. Thôi bây giờ chúng nói cho cháu quên mất rồi, rối quá. Rồi, bây giờ tập trung Dạ nghe các chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn nhé. Đầu dạ tiên vâng thì ạ. là bác sĩ Hoàng Thúy Hải, không biết là cái chuyện quan hệ vợ chồng mà để được thăng hoa như bạn gái này và cái điều mong muốn của bạn ấy là có phù hợp không thưa chị? Và tôi nghĩ rằng là khi mà anh chồng 2 năm nay thay đổi thì là bạn ấy có cải thiện. Vâng. À, có lẽ là bạn gái ở Gia Lai này, cái đời sống tình dục của bạn ấy trong 10 năm trước đây có vẻ là nó cũng đơn điệu và nó chỉ thực hiện những cái hành vi quan hệ tình dục theo những cái tư thế truyền thống hoặc là những cái mà bạn cho là hết sức bình thường. Chính vì vậy là bạn ấy không có cái thăng hoa, và mình dùng cái từ thăng hoa ở đây thì có mình hiểu là bạn ấy không được thỏa mãn khi mà bạn ấy có quan hệ tình dục với chồng. Nhưng tôi hiểu thì nó là gồm rất nhiều các cái vấn đề khác nữa trong cuộc sống chứ không phải là chỉ cái vấn đề về quan hệ tình dục. Cũng rất may là đến bản thân bạn ấy cũng có cái mong muốn là cải thiện
cái đời sống tình dục của gia đình từ Wow. cách đây 6 năm. Chính vì vậy mà bạn ấy cũng đã có một chút cái thay đổi theo cái mong muốn của chồng. Đến bây giờ thì theo như bạn ấy tả thì bạn ấy cũng chồng bạn ấy cũng có nhiều cái thay đổi Vâng. theo chiều hướng tích cực. Dạ vâng. Vâng, vì cảm thấy là cả hai vợ chồng có vẻ được thỏa mãn. Tôi cho rằng là riêng trong đời sống tình dục thì có lẽ là các bạn ấy cũng đã bắt đầu tìm được những cái tiếng nói chung rồi. Dạ vâng. Để nếu hy vọng là cởi mở hơn và nhìn nhận các cái vấn đề một cách nó tích cực thì nó sẽ được cải thiện hơn. Vâng. Vâng. Và Dạ rõ vâng. ràng là nếu mà chia sẻ, cùng nhau chia sẻ về những cái mong muốn thì nó sẽ tốt hơn nhiều đúng không anh Đinh Đoàn? Thật ra thì trường hợp của bạn gái mới 32 và bạn nam 34 Tư, mà vâng. các bạn còn đang rất thanh niên mà ở thành phố Vâng. là nhiều đôi bây giờ mới kết hôn. Vâng. Thế mà các Vâng. bạn đã đủ hai đứa con rồi, cũng đã trải nghiệm 12 năm cái đời sống vợ chồng, cũng có chia sẻ đấy chứ. Người này cũng muốn là người kia tốt lên rồi, em chưa được thăng hoa rồi, chồng cũng đọc ở trên mạng xem ở đây ở đó, cũng đưa khoa học kỹ thuật vào lĩnh Vâng. vực giường chiếu, cũng nâng cao, rồi cũng huy động mọi lực lượng để làm cho vợ dễ chịu hơn, thì đấy là điều đáng mừng và đấy là điều ghi nhận. Vâng. Bởi vì anh ấy không phải là cái người mà bạn lúc ban đầu tôi rất là sợ, vì bạn ấy bị mắc cái chứng là bị bạo lực tình dục, thì Vâng. nói rằng là chồng cứ phải làm cho mình đau đớn này, thậm chí là đấm đá tát tay gì để cho mình phải được đạt khoái cảm, vì anh sợ nếu mình không đạt được thì mình sẽ đi tìm người khác để mình ngoại tình, chứ Vâng. anh cứ phải gồng mình lên. Nhưng mà may mắn là đấy là cái lúc bức xúc thôi, sau này đã tìm ra nút thắt là đấy, anh làm cho em là làm thế này xong em cũng làm cho anh như thế. Và bạn gái thì sinh ra lớn lên ở một vùng quê, mới 20 tuổi đã lấy chồng, mối tình đầu, và ông chồng cũng chỉ là người người thầy đầu Vâng. tiên dẫn Dạ. dắt vợ trong cái lĩnh vực giường chiếu, và cho đến bây giờ có mỗi một ông thầy ấy, Vâng. thành ra cũng cũng ít trải nghiệm, cho nên cũng khó để mà có so sánh. Nói rằng là chưa được thăng hoa thì cũng đấy là cứ do cảm giác chủ quan thôi. Ra bảo là đi học năm thầy và rút ra là thầy này giỏi nhất thì mới bảo khen là thầy nhà mình không bằng, chứ đúng không? Thôi nhưng mà tiếp tục đi. Thật ra hai bạn bây giờ đang chuẩn bị cần có lớp học tình dục Vâng. cùng với nhau Dạ đi. vâng, mà cháu hỏi thêm chương trình ạ, à, của chồng cháu thế này có bé không ạ? Của chồng có bé không á? Nó cương mà nhiều lúc cương chắc được 9 cm, 10 cm rồi ạ. Ôi, 9 cm là Mà được rồi, dạ cháu còn muốn bao nhiêu? Tất nhiên của ấy thằng Tây, ấy Tây đen thì thế nó này, chương trình 20. ảnh cứ bảo thế này này, ảnh Hai cứ vì vì có cái khi toi xem đó mà ảnh hành con á, là ảnh bảo là hay là anh bé quá thì em không làm cho em thỏa mãn, thế thì em đi tìm người khác đi rồi thế này đi. Chung là À, cũng bao tự nhiêu năm ti, ảnh chồng cũng cũng không tự dám được ti. cho cái tội đó để chia tay ạ. À? Cái vấn đề là ở cái đầu của bạn ấy, bạn trai thì có lẽ là bạn ấy cũng coi ở trên mạng, bạn ấy thấy rằng là người đàn ông châu Phi thì 25 cm, đàn ông châu Ông Âu thì 20, rồi châu Á thì 15, trong khi của bạn chỉ có 9. Tất cả những thống kê chỉ là thống kê thôi, còn thì mỗi người mỗi cảnh. Cái 9 ấy mà phù hợp với lại người vợ của mình thì đâu cũng có ít, đúng không? Thế và nó cũng không phụ thuộc vào kích thước. Từ trước đến giờ 12 năm nay 9 phân nó vẫn là 9 phân, chứ nó cũng chẳng mọc ra thêm mà nó không ngắn đi. Cơ bản là kỹ thuật mình đã nâng cao cải thiện thì chất lượng quan hệ vợ chồng đã có cải thiện đấy, cho nên là cái yếu tố mà kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật nó mới là quan trọng chứ không phải kích thước, đúng không? ạ, Mình là người động dạ viên vâng. đi, em thấy thế cũng được, 9 phân cũng được đấy chứ, chồng kinh chết đi được đấy, ví dụ như vậy. Động viên để cho ông ấy có cái tinh thần là yên tâm. Thứ hai nữa là đừng có ngại, chuyện gì ở trên đời vợ chồng cũng chia sẻ được, đặc biệt là lĩnh vực giường chiếu. Ông ấy xem cái Dạ gì mình vâng. cứ giả vờ tò mò đi, mà thật ra là cũng không phải là tò mò mà bắt đầu học đi. Anh xem cái gì, đầu cho gì cho em xem, có gì hay không. Đôi khi trước lúc mà bước vào trận chiến ấy, hai vợ chồng cùng xem một đoạn clip nào đấy và xong rồi cùng thống nhất, ô cái này hay nhở, cái thằng này nó làm buồn cười nhở, thế xong rồi tí nữa mình thực hành theo kiểu đấy, thì nghĩa là nó có cái thuận vợ thuận chồng. Mà thuận vợ thuận chồng thì bể đông còn tắt cạn, huống chi những cái chuyện Dạ kia, vâng đúng ạ. không? Được. Dạ. Ban đầu thì hơi Hơi lo lắng đúng không hơi ạ? hơi lo lắng, nhưng Dạ sau lại vâng. thấy là có dấu hiệu tiến bộ, và bây giờ chỉ cần cởi mở và chia sẻ với nhau, rồi đôi khi cũng biết động viên một tí. Dạ. Con người nó không phải là cái máy, 5 lần quan Dạ. hệ
không phải lần nào mình cũng lên đỉnh, lần nào cũng phải la hét dữ dữ dội thì mới là đạt lên đỉnh, thấy ấm áp bên cạnh nhau. Ông ấy hoàn thành được nghĩa vụ, ông lăn quay ra ông ngủ, mình thấy thế cũng là ok rồi nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi rồi chứ? Và bây giờ thì yên tâm hơn được chưa? Thực ra ban đầu khi mà nghe cái câu hỏi của bạn thì chúng tôi rất lo lắng, bởi vì sợ biết đâu là có hành vi bạo lực trong quan hệ tình dục của người chồng. Nhưng mà cái lộ trình lúc ban đầu là 10 năm và 2 năm cuối là khởi sắc rõ rệt, phát huy nhá. Xin chào cô gái từ Gia Lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Bình Phước đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy. Dạ, cách đây 2 tháng thì chân của em nó bị đau và bác sĩ bảo là bị vôi cấp phối ạ. Bao nhiêu tuổi bây rồi? Em 40 ạ. Hả? Thoái hóa. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 40 ạ. 40 tuổi đã thoái hóa khớp gối. Dạ. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì và bạn hỏi điều gì ở chương trình Cửa Sổ Tình Yêu? Dạ, mà đây 2 tháng thì nói chung là cái chuyện vợ chồng thì quan hệ là nó hạn chế và nó cảm thấy như nó không được như mình muốn. Hạn chế là hạn chế như thế nào? Hạn chế về số lần hay là hạn chế về chất lượng mỗi lần? Dạ, hạn chế về chất lượng á. Nói chung là cái độ cương cứng không được lên đỉnh mấy ạ. Rồi, vôi hóa thì có uống thuốc tây không đấy? À, uống mà giờ thôi không uống ạ. Uống được mấy tháng rồi? Uống được hơn 1 tháng ạ. Có uống thuốc về khớp đúng không? Dạ. Và bạn thấy rằng là yếu hẳn về cái chuyện mà nó cương cứng là nó giảm bớt đi và chất lượng của mỗi lần là giảm sút. Số lượng thì một tuần được mấy lần? Tuần được 4 lần ạ. À, tuần hẳn 4 lần. Thế là vẫn còn khá 40 tuổi đúng không trai trai? Dạ. Lấy nhau bao lâu rồi? Cũng được 15 năm ạ. 15 năm, thế là các con cũng lớn rồi đúng không? Dạ. Thế 2 tháng nay thì bà xã có than phiền gì không? Có. Nói sao? Bà ấy bảo sao giờ này đi ra ngoài rồi sao mà... À đấy, tức là thấy chồng yếu thì không hỏi thăm sức khỏe của chồng ra sao, nhưng chỉ nghĩ là chồng đổ chỗ khác thôi, đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ có ý kiến với bạn nhé. Vâng. Dạ. Xin chào bạn. Dạ. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của bạn với cả anh Văn rồi á. Thì dạ, hiện nay thì cái khớp gối của bạn nó như thế nào? Dạ, bây giờ thì nó vẫn đang đau. Thế à? Và nó đau như thế thì nó cũng sẽ hạn chế vận động nhiều đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Thế và từ cái hạn chế vận động của khớp gối thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục anh Văn ạ. Dạ. Bởi vì là có một số các cái tư thế hoặc là một số các cái hành vi khi mà mình thực hiện việc quan hệ tình dục nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, cũng dùng đến đầu gối nữa. Vâng. Đấy, dạ, đấy cũng là một cái vấn đề về khớp gối nhưng nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý và nó ảnh hưởng tới quan hệ tình dục. Hiện nay em đang lo lắng là vấn đề về cương dương đúng không? Dạ đúng rồi. Nó như thế nào em? Nó giảm kém đi nhiều ạ. Giảm kém đi nhiều. Nhưng mà nó ở trong tình trạng nào? Ví dụ mình xuất tinh sớm hay là mình không cương cứng được dương vật hay là chỉ cương cứng được có một chút thôi hay là như nào em? Độ cương cứng kém hơn ạ. Em vẫn thực hiện được việc quan hệ tình dục 4 tuần 4 lần một tuần mà. Dạ nhưng mà nó kém hơn trước đây nhiều. Nó kém hơn là theo em là nó kém là như thế nào? Em đừng so sánh với cái lúc em 20 tuổi. Cũng đừng so sánh với cái lúc mà mình không bị đau khớp gối. À, về cái này là nó vẫn giảm đi là từ cái lúc đau à chị? Đấy, chị đã nói rồi, cái chính của mình là cái vấn đề từ khớp gối thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái hoạt động khác nói chung và cũng như là cái hoạt động quan hệ tình dục. Mặt khác nữa có thể là những cái thuốc điều trị về khớp ấy thì nó cũng có thể có những cái tác dụng phụ là nó cũng ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Có lẽ ở mình vấn đề bây giờ là mình
cũng chưa có phải quá lo lắng về vấn đề hoạt động của cơ quan sinh dục, mà tâm lý của mình thoải mái ra một chút nhá. Mình hiện nay mình đã không điều trị, không phải sử dụng các cái thuốc điều trị nữa, thì một thời gian nữa hy vọng là nó sẽ đào thải hết tất cả các cái tác dụng phụ đi, và nó sẽ không ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục. Thế và tâm lý phải hết sức là thoải mái chia sẻ với vợ để vợ cũng hiểu cho mình, rồi là cùng đồng hành với mình. Chứ bây giờ quả thật nếu như anh ạ, nếu mà vợ mà cứ dằn nát hay là vợ cũng cứ gây áp lực ấy, dạ vâng, thì nó cũng là cái gánh nặng rất là lớn đối với anh ấy. Thế còn một thời gian nữa, ví dụ như là sau khoảng vài tháng mà mình thấy chất lượng quan hệ tình dục thực sự là yếu đi, hoặc là không như mong muốn, hoặc là có vấn đề, thì lúc đấy mình cần phải đi khám nam khoa. Vâng, vâng. Bạn cũng có rất nhiều các cái điều kiện, có thể đến các cái bệnh viện chuyên về nam học, hoặc là những cái bệnh viện, bây giờ có nhiều bệnh viện đa khoa mà người ta có các cái khoa nam học ấy ạ, thì mình có thể kiểm tra và xem là thực sự có phải vấn đề bệnh lý của cơ quan sinh dục hay không, hay là do những cái yếu tố khác tác động nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Dạ vâng. Ổn định tâm lý nhá, bởi vì yếu tố tâm lý rất quan trọng, đúng không bác sĩ, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, những cái điều mà bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ với anh thì tôi có lẽ không có nói gì thêm, chỉ muốn nhắc một điều thế này, để cho vợ không nghi ngờ thì mình lôi kéo vợ vào tích cực tham gia. Để mình đang đau khớp gối, sao mình lại cứ phải chọn những tư thế mà phải quỳ làm gì để cho nó phải đau gối. Đã có những đôi vợ chồng lựa chọn cái tư thế là thôi, anh đang đau đầu gối, anh nằm dưới, em lên trên đi, em chủ động, em lái con tàu này. Đấy, cho người vợ được làm thủy thủ, bà ấy muốn làm thế nào thì bà ấy làm. Thì thứ nhất là mình ở dưới mình cũng giữ được sức, cho nó sẽ kéo dài được cái cuộc yêu ấy. Thứ hai nữa là mình sẽ không bị đau ở chỗ nọ chỗ kia thì nó dẫn tới nó không đúng rồi vui chột, đúng không? Vâng. Thế rồi hôm nào mà mình cố gắng mà nó vẫn không cương dương được đủ để mà mình thực hiện cái hành vi gọi là yêu vợ, thì vẫn có thể ôm ấp, vẫn có thể xoa nắn, vẫn có thể dùng tay để mà kích thích cho vợ, để vợ cũng thấy là chồng tuy ốm nhưng mà vẫn có ý thức vươn lên xong đang cố gắng để yêu vợ. Rồi, đánh giá cao cái tinh thần vươn lên nhá. Rồi, hy vọng là bạn đã nghe rồi chứ. Dạ. Chào bạn nhá, hy vọng là cái cuộc sống vợ chồng và cái chuyện quan hệ chăn gối sẽ được cải thiện rõ rệt, mặc dù là mình đang bị đau đầu gối nhá. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Bắc Ninh đâu ạ? Bắc Ninh đâu rồi? Dạ, em đây ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh cho em hỏi là bây giờ chồng em ấy thì từ năm... Em thì em sinh năm 79, còn chồng em 74. Nhưng mà suốt từ năm 2010, tháng 9 2019 đến giờ là không bao giờ thèm nằm bên em đến 1-2 phút đồng hồ. Thế là bao nhiêu năm nay rồi? Từ tháng 9 2019. 19, 20, 21, 22, khoảng 4 năm, 5 năm gì đó đúng không? Vâng. Tại sao lại không nằm cạnh? Thế anh nằm đâu? Nghĩa là ngủ riêng ấy. Ngủ riêng là đi ngủ ở đâu ấy. Nhưng mà trong nhà mình hay ở đâu? Cũng có hôm đi chỗ khác ngủ. Có cãi nhau không? Nói chung là nhà em thì có cái xe 7 chỗ đi đóng vào công ty chở sếp, nhưng hay uống rượu rồi thì em cũng có nói thì xong là không thích thì xong em cũng không nói nữa, em không nói thì xong là thôi cứ thế thôi. Tóm lại là hai vợ chồng dạng như kiểu là ly thân đúng không? Đấy, cứ thì như thế thì cũng không kém gì ly thân anh ạ. Thế có ăn chung không? Ăn thì nhà em có đi làm, ăn bữa tối ở nhà thì hôm ấy ăn, hôm ông lại đi uống rượu hồng thì ông không ăn cơm nhà. Thế có bao giờ gọi cho vợ về là tối nay anh có khách anh không về em và các con ăn đi không? Không anh ạ. Cứ đột ngột đến, đột ngột đi, đột ngột không ăn, đột ngột ở nhà ngủ và cũng đột ngột ngủ chỗ khác. Vâng. Thế hàng ngày có nói chuyện gì với vợ không? Không anh ạ. Tức là 5 năm nay không nói chuyện gì với vợ? Không, đi thì đi, về thì về, thấy em ở nhà chả có gì. Rồi, thế thì chuyện
tiền nong trong gia đình chi tiêu thì làm nào? Không đưa cho mà lại cắm cả sổ đỏ ấy, thì không biết bây giờ là như nào. 5 năm nay thế rồi. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh. Ừ, mình mấy cháu, mà cháu bé nhất bây giờ là bao nhiêu? Em bé nhất cháu cũng 14, 15 tuổi rồi. Thế hả? Vâng. Thì xong rồi, mình thì làm ăn gì, ông chồng không đưa tiền mà mình vẫn nuôi được có hai đứa con thì mình làm gì để có tiền? Em đi công ty. Thế hả? Vâng. Một công ty, lương công ty thôi mà đủ nuôi hai con hả? Anh ơi, lương công ty bọn em cứ làm nhiều ấy, cái cũng cứ 9-10 triệu, 8-9 triệu ấy. Rồi, xong rồi tăng ca, tăng kíp đúng không? Thứ bảy chủ nhật. Mấy lại em mượn thêm nhà ngoại ấy. Giờ em vẫn còn nợ nhà ngoại mấy chục rồi. Ừ, rồi. Thế xong nhà hiện nay là ở chung với ông bà nội hay là nhà vợ chồng mua được? Nhà em thì đất của ông bà nội rồi bọn em làm lấy. À, đất làm nội. Thế xong rồi chỉ vì là ông ấy có xe 7 chỗ, ông hay đi chở các sếp rồi ông ấy ăn nhậu thì mình nói thì ông ấy đầu tiên là tức mình, ông ra ông nằm ở ngoài xe đúng không? Cũng cứ đi đâu anh ạ, em bảo là thôi bây giờ mình đi nghề làm xe nó bạc lắm thì thôi đừng có rượu chè vào, bây giờ bị làm sao thì người khổ nhất là vợ con thôi. Ừ. Không có ai khổ đâu. Ừ. Thế thì có là vợ là con thì mới nói, nhưng mà ông toàn dỗ à, mày cứ nói lắm là tao đi tự tử, mới tao chết, tao không sống được mẹ con nhà mày, mới bước mẹ mày đi, cứ chửi em như thế. Thế thì sao em không nói, em mà kệ thôi, cứ thế thôi. Rồi. Vâng, thế thì không quan hệ với vợ không gì cả, thì mọi người cứ trêu thì bảo là yếu không làm gì được, thế nhưng mà yếu không làm gì được mà em suốt ngày ngay như đêm hôm qua em không ngủ được, là em dậy đi vệ sinh em nhìn thấy cửa phòng mở. Ừ. Em tưởng là có mấy lần em thì nhắn tin cho đứa khác là vợ yêu vợ đương rồi. Ừ. Thế thì sáng vừa rồi 2 giờ em đi vệ sinh em nhòm thì lại toàn thì xem Vinmart thôi anh ạ, phim sách ấy. Rồi. Thì cứ đấy. Bảo là của ông yếu không làm gì được, nhưng em nghĩ là chắc có gái ngoài. Ừ. Thì anh tư vấn cho em xem như thế nào để em cách giải quyết. Thứ nhất là mình để bệnh nó quá lâu rồi. Cái vâng. Chuyện vợ chồng mà mâu thuẫn nhau đáng lẽ phải giải quyết ngay. Có tức giận 2-3 ngày thôi xong, bây giờ anh thế nào? Vì em là vợ anh, em mới lo cho anh cuộc sống như thế anh mới nhắc nhở. Còn nếu anh không thích từ nay đi thì tùy, muốn uống rượu thì uống. Nhưng đã là vợ chồng, thứ nhất anh phải có trách nhiệm đóng góp. Mỗi tháng anh làm đâu thì làm, bỏ cái tiền tỷ ra để mua ô tô, để chạy xe. Thì nghĩa là để cho cải thiện cuộc sống. Anh cứ đóng 10 triệu để cho em nuôi con. Hai nữa là vợ chồng nó phải duy trì bữa ăn. Hôm nào anh không về ăn cơm thì anh phải nhắn tin cho em. Còn nếu không thì thuê nọ thuê kia. Ờ, rồi ông ấy đòi đang ngủ riêng thì mình cũng phải chủ động mình nhắc nhở, ví dụ như thế. Rồi. Chứ còn thì mình cứ đôi bên cùng cứ gọi là tức nhau xong rồi để nó trượt dài, nó 4-5 năm bây giờ nó thành bệnh mãn tính rồi, chữa hơi bị khó đấy. Nếu lúc mà đến không nói có thì ông lại, anh ạ, hả? Lúc đến nói thì ông lại cứ bảo là bây giờ ta đi làm công ty, dịch thì lại không về, cứ ở công ty. Rồi cái đợt dịch không nói, giờ hết dịch rồi. Vâng. Ừ. Nhưng mà vẫn cứ thế thì em chẳng hiểu. Ừ. Thế ví dụ như ông ấy nằm một mình, ông xem Vinmart, mình có bao giờ mình vào nằm cạnh không? Em là vợ, ôi rồi ôi chồng ơi, cho em ngủ với, em thèm, không, em nhớ. Thì lại, em này lại không, tại vì em được nhìn thấy chồng em nhắn tin chọn đứa khác hay là vợ yêu mấy chồng yêu ấy. Thôi vợ đi chợ đi, anh à xếp ra rồi, chồng về đây, mới lại chồng hôn vợ một cái, vợ hôn chồng một cái. Em nghe những cái tin như thế là em cũng không thiết một cái gì nữa. Đấy, một bên thì đi tìm tình ảo. Rồi từ tình ảo cho đỡ buồn tay thì sẽ hẹn hò để thỏa mãn cái nhu cầu. Chắc anh không phải là yếu sinh lý đâu, nhưng mà anh có thể, đấy, anh tự thỏa mãn bằng cái việc là một là xem phim mát để nó gây kích thích, xong rồi lên mạng kết nối tìm người nọ người kia, rồi có thể là có cặp bồ cặp bịch nữa. Cái điều ấy, nếu anh không phải là người liệt dương yếu sinh lý thì cái chuyện mà 4-5 năm nay không quan hệ với vợ là điều không thể xảy ra. Chẳng làm ở chỗ nọ thì phải làm ở chỗ kia, đúng không? Vâng, vâng. Còn hai nữa là mình lại không phải là cái người chủ động để mà tháo gỡ làm lành hay là thậm chí là buông bỏ thế nào đấy, thì bây giờ cực kỳ khó khăn. Một là phải có một cuộc nói chuyện đầy đặn với nhau. Bây giờ thật ra này, 4 năm vừa rồi em đã cố gắng em chịu hết nổi rồi, em nghĩ rằng anh chỉ là giận là hờn thôi. Anh xem cho cái nhà mình nó còn là cái nhà nữa không? Để gọi là một gia đình thì vợ chồng phải thế này, vợ chồng phải thế kia. Đầu tiên thôi anh có thể không yêu em, nhưng đầu tiên quan trọng nhất đó là tinh thần trách nhiệm. Mà trách nhiệm mà cái việc đóng góp và chia sẻ, anh đã tiền, anh có biết là con mỗi tháng bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, đi học thế nào không? Giao cho bố nó, sáng một đứa đi học, nhà có ô tô cơ mà.
chở hai đứa, một đứa thả tiểu học, một đứa thả trung học đi, chiều thì về sớm mà lượn đón con. Thứ bảy chủ nhật này rảnh rỗi không, ba mẹ con, bố mẹ con, cả nhà mình đi sang ngoại, mình ăn cỗ, sau đấy mình đi lên đây lên đó. Mình là nội tướng, mình là người vợ, mình phải sắp xếp công việc. Thế còn thì mình cứ hơi tự ái, mình cũng không cần, thì ông cũng chẳng cần. Thế là đôi bên cảm thấy không cần nhau. Nhưng Mình mà không không bảo được anh ạ. sao lại không bảo được? Còn Không nếu nói không được ý, bà em cũng nói chuyện với cả bà chị gái của chồng rồi, thế chị gái của chồng còn bảo là mày xin lỗi nó đi, nghĩa là bảo xin lỗi em ấy. Thế nhưng mà toàn bảo là em không sao, em không xin lỗi, toàn bảo thủ thế thôi. Em không cần xin lỗi, em chỉ muốn quay đầu làm bờ thôi. quay thì phải có cái tuyên bố, phải có một cuộc họp rồi phải thống nhất ý kiến rồi cuối cùng mới tuyên bố. Còn từ trước đến giờ không rồi buông rồi, không bây giờ tự nhiên một ngày nào đó lò dò dọn về chung với nhau à? Thế nên là phải có một một cuộc nói chuyện rất là giai Này. trò. Nếu lúc Vâng. ấy ông vẫn nói là tao không cần, tao chỉ thế thôi, mày muốn làm gì thì mày làm ấy, thì mình sẽ xem rằng đấy, với cái hoàn cảnh mà tình cảm nó không còn nữa, trách nhiệm nó không còn, một cái người chồng có cũng như không ấy, thì mình lựa chọn cái đường hướng nào, một là ra đi, hai là chấp nhận chung sống và mình tự lo lấy đời mình, ví dụ như vậy, đúng không? Không nhất thiết phải kết thúc bằng cái ly hôn, nhưng mà người ta đã buông mình thì mình cũng buông người ta, nhưng mà không phải ngồi đấy để mà trông đợi với khóc lóc, bởi vì mình cái lớn nhất là mình đã tự lập, mình nuôi được con, vân vân. Thì tóm lại là phải chốt lại bây giờ anh mong muốn gì, anh có muốn tiếp tục chung sống vợ chồng hay không, hay là anh cứ thích tự do độc lập. Nếu tự do độc lập mà anh thấy không cần gia đình nữa thì giải phóng cho nhau, giải tán cho nhau, vì thế chứ, đúng không? Vâng, anh ạ. Alo. Ừ. Hôm em con gái như em thì nó cháu đi đại học vừa ra trường. Thì em nó cũng lớn rồi ấy, thì em bảo là thôi hôm nay cả gia đình ngồi mẹ cũng nói chuyện vài câu. Ừ. Thế thì cũng nói chuyện thì ông bảo là mày thích làm đéo gì thì mày làm. Thế Tóm em bảo lại là bây giờ thích cũng không được, bây giờ phải rõ ràng ra, nếu còn tình cảm vợ chồng con cái mà cảm với con muốn ở một cái gia đình, để một cái gia đình cho con cái nó đỡ khổ thì phải thế nào? Chứ không bây giờ mà cứ đường ông đi đường tôi đi, tôi cũng không khổ mà ông không khổ, con nó khổ thôi. Mày làm cái đéo nào mà làm, cứ bảo thế anh ạ. thật ra bây giờ con của em nó cũng lớn rồi, một đứa đã tốt nghiệp đại học, nó sắp có cuộc sống riêng, cái đứa thứ Vâng, hai cháu ra trường rồi. lại còn ra trường nữa, nó sắp lấy chồng, nó có cuộc sống riêng, cái người khổ cuối cùng ấy có lẽ chính là mình đấy. Chứ mình không phải bảo là nghiến răng vì các con đâu, các con sẽ lớn dần và nó sẽ tự lo được cuộc sống của nó. Ông kia thì ông đã văng ra là muốn làm gì thì mày làm, tiền thì ông Vâng. tự kiếm được, ô tô thì ông ngồi ông ôm, gái thì ông cũng tự giải quyết được, thì mình có lẽ phải tìm một cái hướng cuộc sống khác thôi. Nếu Thế không mà nói anh cho chuyện, em phương, anh cho em một cái phương án anh gọi anh là không thể quyết định là em ơi em bỏ ông đi để em đi cặp à bồ, không, hay là có nghĩa là anh động viên em một cái phương án để cho em thanh thản cái đầu. Em thì nói thật em cũng là muốn buông bỏ lắm anh ạ. em lấn cấn điều gì mà không buông bỏ? Buông Em khác đến bỏ, bỏ chỉ là phải định ly hôn, buông là không ly hôn nhưng mà coi nhau như chết rồi. Thôi mình chưa mua được nhà mới nhưng hồn ai người giữ, tiền ai người tiêu, đời ai người lo. Đó thì đấy là mới vâng, là nếu đấy là đúng anh vui. ông là bây giờ coi em như chết rồi thật ý. Thế còn mình thì còn còn coi ông như cái gì? Em vẫn cứ bình thường lắm anh ạ. Em nghĩ là em cũng coi như em cũng nghĩ là em thương chẳng có chồng nữa, vì em có được nhờ vả gì đâu anh. Tình cảm không có, tình thương không có, Mình cũng tiền thì không không thấy đi khổ làm về lắm không ấy đem gì. đưa. Mình có khổ lắm không? Ví dụ ông không đưa tiền mình có đói lắm không? Không đưa tiền bây giờ con nhà em cháu vừa ra trường đi làm rồi, cháu nó cũng cho em 10 triệu một tháng Rồi, rồi. cái kinh tế là mình cũng không cần, coi như ông đóng chả đóng thì thôi. Cái việc Vâng. ông ấy không quan hệ với mình 5 năm nay ấy, mình có khổ lắm không? Cái đấy em cũng không ấy lắm đâu anh ạ, nhưng mà em Quen chỉ rồi. như này, nó có gái ở ngoài sao ấy mà nó đem cả sổ đỏ của em thì nó cắm nữa cơ. Em không biết nó cắm bao giờ, mãi em mới phát hiện ra được nửa năm nay thôi. Nhưng em bảo nó đem về, hôm trước em đem đưa cho nó 4-6 triệu để đi chuộc về nhưng giờ nó vẫn chưa đem được về. Cắm ngân hàng hay là cắm cho đầu gấu hay cắm cho vay nặng lãi? Em bảo là cắm ở đâu để tôi chuộc cũng không bảo, em bảo thế đưa tôi ra cho ông vay bao nhiêu cũng không Thôi đưa. yên Tóm tâm, lại là cắm ở đâu thì cắm nhưng không thể mất được, bởi vì nếu sang nhượng bán chăng nữa cần phải có chữ ký của hai vợ chồng, nếu đấy là sổ đỏ mang tên hai vợ chồng. Thế nên đấy thì mình em sợ nó vay vay ngoài vay cao là chết anh ạ. thì ông cũng vay rồi, sổ đỏ ông cầm đi rồi, mà cái đối tượng nào đó cầm sổ đỏ thì họ cũng không thể đến cướp nhà bạn, hay là kể cả ngân hàng cũng thế, cần có ký tá gì cũng phải có hai vợ chồng thì người ta mới đến tịch thu của nhà mình được, đúng không? Đây Cho vâng. nên là thôi cái nhà cái cửa yên tâm, người ta đã âm mưu người ta mang đi thì mình cũng không sợ nữa. Vâng. Lo cho các con, lo cho bản thân mình, người ta đã coi mày muốn làm gì thì làm, thì đúng là mình cũng hãy làm những cái điều mà mình muốn, mình thích đi. Mình làm được ra Vâng. tiền, mình giữ gìn sức khỏe, mình cất tiền đi để cho nó có lưng có vốn riêng. Đừng để cho lúc bí quá thì ông còn moi cả tiền của mình để ông đi chơi cờ chơi bạc.
Ô tô thì cũng thế, ô tô nếu mà khi mua mà đứng tên ông nó khác, còn nếu là tài sản của vợ chồng ấy thì khi bán chiếc thì cũng phải lưu tâm lưu ý, tránh trường hợp là phá sản xong rồi vay nặng lãi rồi cuối cùng mất cả sổ đỏ lẫn xe, rồi mình là người chung lưng đấu cật để mà trả nợ cho ông thì cũng chết đúng không? Vâng, Nhá. đấy em cũng muốn biết là vay mượn như nào, không bảo anh ạ. Với một người mà đã chủ động 5 năm nay chẳng cần vợ con, khi mà vợ đã có ý thức hàn gắn mà mày muốn làm gì thì làm, thì tôi nghĩ chắc cũng khó để mà có cái sự ấm áp trở lại. Mình có nhún đến đâu thì nhún. Thôi thế thì không bỏ được thì hãy buông. Coi như là đời ai người ấy lo vậy. Đó. Thế còn có Nhưng mà anh lưu ơi, ý. em lại sợ một ngày nào đó có tuổi rồi ấy, xong đến lúc nó lại, ví dụ nó đi lằng nhằng có đứa khác có con về, xong nó lại là đuổi em ấy, đuổi em thì lúc đấy thì tất nhiên là ra tòa thì Đuổi tòa nó làm xử sao lý thôi, được, mình nhưng mà sống có nó pháp luật có chứ. tuổi rồi thì nó mệt ấy. Thứ nhất là không có mang được con ở đâu về để mà đuổi mình, vì sổ đỏ là hai vợ chồng. Rồi mình còn có cơ quan đoàn thể, lúc mình còn tố cáo, mình báo cáo nọ kia, mình là người vợ đường đường chính chính mà lại để chồng dắt gái hay dắt con riêng về đuổi mình mà mình chịu làm sao được. Lúc ấy Nhưng mà mình em phải sợ lúc sống có đấy mà pháp nó luật. đánh, nó đuổi thì mình khổ quá là mình lại đi. Rồi, tôi nghĩ là bạn phải nâng cao kiến thức về pháp luật của mình. Không sợ Những cái nhá. điều mà lo lắng của bạn nhiều khi hơi thái quá. Và như anh Đinh Đoàn vừa nói, một là buông, hai là bỏ. Bỏ được lợi Vâng. gì và buông được lợi gì thì bạn cân nhắc. Và bạn sẽ là người tự ra quyết định cho chính mình nhá, chứ không phải Dạ chúng vâng. tôi. Xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Cảm ơn Dạ bạn đã quan tâm đến chương vâng, trình của em chúng cảm ơn tôi và các kết anh nối. nhé. Xin chào bạn. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, em chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng. Câu chuyện của em là vợ chồng em lấy nhau được 15 năm rồi đấy ạ. Thế à? 3 năm đầu anh có chơi bài bạc và cũng có cặp bồ, thì em cũng đã tha thứ. Sau đó thì vợ chồng em đi làm xa và có mua được mảnh đất đứng tên hai vợ chồng. 4 năm trước anh có cắm sổ để vay tiền ngân hàng, và đến giờ thì anh không có khả năng chi trả thì anh muốn bán đất. Thế nhưng mà trong quá trình anh vay ngân hàng thì anh cũng không lo được cho gia đình hay là các cháu đi học. Tất cả mọi chi phí gia đình đều là do em hết. Và sau khi thì em biết được là anh ấy muốn bán thì vợ chồng em cũng có cãi nhau, và anh nói những câu rất là đau lòng, mà vợ chồng sống với nhau 15 năm thì không còn tình nghĩa gì nữa anh ạ. Thế à? Bây giờ em muốn là nếu như anh ấy bán đất thì là sẽ phải đưa cho em một nửa để em còn lo chỗ ở cho các cháu. Tại vì là các cháu nó bảo là bố mẹ có thế nào thì con vẫn ở với mẹ. Rồi. Em cũng chưa muốn ly hôn, tại vì là em còn muốn con em nó còn có bố. Rồi, điều đầu tiên là bạn phải bình tĩnh khi gọi đến chương trình của chúng tôi, bởi vì cái sự bình tĩnh cũng khiến cho những cái cuộc tư vấn của chuyên gia sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều trong việc lựa chọn phương án giải quyết tốt nhất nhá. 15 năm lấy nhau cũng lên bờ xuống ruộng rồi đúng không? Có cả thành công, có cả thất bại, có cả việc mua được mảnh đất, rồi lại lấy cái mảnh đất đó để cắm vào sổ vào ngân hàng đúng không? Rõ ràng là tất cả những cái này thì đều có sự đồng thuận của hai vợ chồng, bởi vì khi muốn vay tiền ngân hàng chắc chắn là cả vợ lẫn chồng đều phải đi ký hợp đồng. Không, không anh ạ, cái điều này thì nó hơi khác một tí. Tại vì là khi mà lúc anh ấy muốn vay là em cũng không đồng ý. Em cũng không muốn cho vay, tại vì làm ăn vào lúc dịch Covid là nó rủi ro rất là cao. Thì anh bảo là nếu mà không đi ký ngân hàng cho anh thì sẽ ly hôn. À, tóm lại là đã đi ký là mình đồng thuận rồi, còn trong lòng mình không đồng thuận thì đấy là việc của nhà mình thôi, còn ngân hàng thì về nguyên tắc của họ là bắt buộc là phải có hai vợ chồng đi ký. Và bây giờ thì nếu mà phát mãi đi chăng nữa thì chắc chắn là ngân hàng người ta sẽ thu hồi cái khoản vay nợ đó, còn bao nhiêu thì họ mới trả lại cho mình, và chắc chắn là khi mà giao bán qua ngân hàng thì giá nó sẽ không được cao đâu. Bây giờ cái việc đầu tiên là phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chứ còn cứ nghĩ đến chuyện ly hôn rồi đưa tiền đây cho tôi một nửa, bởi vì biết đâu là hết sạch chành chanh rồi lấy đâu ra mà Không, thì có khoảng một tháng trước thì ngân hàng cũng có cho nhà em vay lại. Mới đầu là ở cái mức 800, nhưng mà vừa rồi em đi ký để vay lại là nó ở cái mức gần 1 tỷ rồi ạ. đấy, tức là tiền lãi thì nó cứ gấp thép lên rất là khó. Anh Đinh Đoàn sẽ xem có cái phương án nào giải quyết tốt nhất với cái tình huống này của bạn hay không nhé. Xin mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Hà Nội. Em chào anh.
Những cái lần trước mà anh ấy thua lỗ nhiều mà phải trả nợ đấy thì gia đình nội ngoại có biết không? Ông bà nội có ai có ý kiến và có ai hỗ trợ gì không hay là cứ tự mình phải lo hết? Không ạ, tự vợ chồng em phải lo ạ. Thế à? Ví dụ như đợt trước là hết khoảng bao nhiêu rồi? Mấy năm về trước thì là hết 800 triệu nhưng mà đến giờ là nó lên vào 1 tỷ 150 triệu rồi ạ. Nếu như mà bây giờ với giá cả thị trường cái mảnh đất đấy nếu bán thì được bao nhiêu? Khách giờ họ đang vào trả nhà em là 2 tỷ 6 ạ. 2 tỷ 6 cứ coi như trả nợ ngân hàng ấy 1 tỷ 1 đi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thì mình cũng còn hơn 1 tỷ. Vâng. Này thật ra hơn 1 tỷ xong rồi chia mỗi người cầm 800 xong giải tán cái nhà, cứ nói cho nó dân dã là giải tán cái ngôi nhà ấy. Mặc dù các con thì nó đi theo mình, ba mẹ con dắt díu nhau đi, à chắc mình sẽ ở lại. Như thế này, khi mà bắt đầu anh ấy muốn làm ăn lớn ấy ạ, là em đã không ủng hộ rồi. Thế nên là khi mà trong quá trình anh vay ngân hàng ấy, là một tay anh là phải lo trả lãi ngân hàng hàng tháng. Thế nên là giờ mà bán đất ấy, thì là cái tiền anh trả ngân hàng thì là anh vẫn cứ trả. Tổng cái số tiền mà bán được đất đấy thì là sẽ đưa cho em một nửa để em lo chỗ ở cho các cháu. Thật sự ra cái việc mà ly hôn xong mình cầm một nửa của cái tỷ sáu ấy. Anh ơi, thực ra là như thế này, em không muốn ly hôn. Tại vì con em nó đang ở cái tuổi trưởng thành ấy ạ. Rồi. Em vẫn muốn để các cháu có bố. Thế nhưng mà về kinh tế thì vẫn một tay em lo cho hết gia đình. Ngay được. Kể cả gia đình em giờ vẫn là mẹ chồng em đang sống chung với vợ chồng em. Ồ, mình là còn nuôi cả mẹ chồng nữa. Vâng, thế nhưng mà anh ấy không lo được cho bà. Và cả hai đứa con của anh ấy cũng không lo được. Thế nếu mà ly hôn thì là mẹ con nhà anh ấy phải dắt tay nhau đi đâu thì đi. Còn ba mẹ con mình thì đi một chỗ mua một cái nhà bé bé ở đúng không? Không, ý của em là em mua mảnh đất này thì sau kể cả em xây nhà nhỏ cũng được. Thì chồng em về ở cũng vẫn được. Tại vì con em nó cũng chưa phải là lớn. Rồi, đấy, anh ấy tính là thế này này. Vâng ạ. Nghe từ trong giọng nói cho đến những cái thật sự ra thâm sâu ở trong lòng là chỉ vì vấn đề là sợ rằng nó trắng tay, nó phá sản đến mức độ không còn cái nhà mà ở. Chứ còn thì trong lòng là cũng vẫn có vẻ còn thương nhau. Vậy thì thôi, coi như cái nhà này cũng là do vợ chồng làm ăn mà nên thì bây giờ thì nó có làm ăn thua lỗ. Ví dụ như đại dịch Covid ấy, nhiều người còn mất cả mạng, có người thì mất cả nhà, có người thì vừa mới đầu tư một cái gì đó xong rồi giãn cách xã hội rồi cũng mất trắng tỷ nọ tỷ kia. Thôi thì bây giờ cứ nhầm thế này đi. 2 tỷ 6 mình bán nhà trả nợ 1 tỷ 1, còn lại tỷ rưỡi mình là người cầm cái tiền đi. Bây giờ mình không tin bố nó nữa rồi, mà nói thẳng với bố nó rằng là có muốn có chỗ chui ra chui vào, có muốn để các con không phải chống gậy đi ăn mày thì bây giờ phải nghe tôi. Tiền mình cầm trước mắt là có thể ở nhà thuê cũng được, chứ tỷ 6 tỷ rưỡi cũng chả mua được cái nhà nó ra làm sao đâu. Thuê một cái căn hộ mấy triệu, còn lại mình gửi ngân hàng để gọi là cứ tạm thời là có tí lãi. Xong lấy cái lãi ấy, cái lãi có thể thuê được một cái căn hộ bé bé vừa vừa đấy, mấy người ở đấy. Thế rồi tập trung mà đi làm đi ăn đi. Lúc này mình tạm thời là gác cái chuyện ly hôn sang một bên, chờ các con nó lớn một tí. Với hai nữa là bây giờ mình phải rắn giỏi lên, thậm chí là quyết liệt vào. Ông mà còn tiếp tục thế này xin mời ra ngoài đường, mà không chịu đi làm thì không cho ăn nữa. Anh làm gì thì làm, sức dài vai rộng mới có 40 cái tuổi đầu. Bây giờ thời buổi này chỉ có lười, chứ còn thì công ăn việc làm chẳng thiếu gì. Anh ơi, có một cái điều là nhà em suốt ngày đi làm luôn. Đi làm kể cả đến nửa đêm mới về. Làm gì làm giao khoán mỗi tháng mang về đến 15 triệu. Thế nhưng mà nửa đồng cũng không mang được về anh ạ. À. Không về đừng bước vào cái nhà này nữa, không có ăn uống gì nữa. Ở đây lúc này không nói đến tình yêu với tình thương mà nói đến trách nhiệm. Vâng. Anh là bố của ba đứa con đấy, thế còn mẹ già ngồi kia kìa, một người đàn ông đấy, cứ đi làm suốt ngày. Giá như mà què cụt khuyết tật thì thôi sẵn sàng có thể chia sẻ cho nhau, như còn sức dài vai rộng, đi làm mà nuôi mẹ nuôi con. Nếu khó khăn ở chỗ nào thì nói, còn nếu mà làm mà không có tiền thì ở nhà dọn nhà, lau nhà, nấu bếp, nội trợ đi, tôi đi làm. Mình rắn giỏi lên, ở đây mình giữ cho con một cái mái nhà, đồng thời cũng cứu vớt anh ấy đấy. Chứ tôi tưởng tượng rằng là ba mẹ con mình thì có thể kiểu gì sống được với bàn tay tần tảo, cái sự mà
chắt chiu của mình thì chắc là cũng sẽ sống được. Nhưng mà không lẽ cái bà mẹ chồng ấy sau khi con trai mình với con dâu ly hôn, bà ấy chẳng nỡ bà ấy đi theo mình đâu, mà mình có tốt mình có đưa bà ấy đi bà ấy cũng cũng khổ lắm. Thế mà ở với thằng con trai có khi hai mẹ con dắt nhau đứng đường ấy, thế thì khổ thân lắm. Thế thì làm sao mình tính cũng trọn vẹn nó được cả cho ba bề bốn bên nhá. Vâng ạ. Chứ còn thì ly hôn nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Mất cũng mất rồi, tiền 5 lần 7 lượt cúng nướng cho người khác nó cũng xong rồi. Thế bây giờ thì mình đã là một người đã bị ngã xong lại còn bị đạp lên đầu cho một cái nữa thì bao giờ mới đứng dậy được. Vâng. Nhá. Bên nội nhà anh ấy thì còn đất cát thì không hả bạn? Ở quê nhà em thì có một mảnh 500 mét vuông nó chưa có sổ. Nhưng mà ý của em là muốn bán một nửa đất đấy đi để trả tiền ngân hàng. Tại vì giờ cái mảnh đất mà tự tay vợ chồng em mua được thì cả nhà em đang sinh sống ổn định rồi ấy. Rồi. Thôi suy nghĩ cân đối. Bây giờ trong tay mình tóm lại là có hai miếng đất. Một miếng đất đặt ngân hàng đúng không? 1 tỷ mốt 50. Miếng đất thứ hai là ở quê tận 500 mét thôi. Cứ cân đối xem hai mảnh đất đi. Thì giải quyết được một miếng để trả nợ. Còn chỗ còn lại thì tiền đó mình có thể xây dựng để mình ở tạm. Còn tiền làm ra thì dễ nhưng mà sức khỏe thì khó hơn rất nhiều. Đâm ra là phải giữ gìn sức khỏe nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Ở đấy ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì? Mình có câu hỏi muốn hỏi chương trình chút. Vâng. Cách đây 10 năm mình có đi làm ngoài Hà Nội ấy, quen một cô, cũng có con với cô đấy đấy. Giờ mình muốn ra để đưa con về đấy. Thì vừa rồi cùng điện với cô ấy, thì cô ấy bảo là chồng cô không đồng ý. Thế à? Vâng, giờ thì con thì mình, con trai mình muốn nhận đem con về để bảo họ với nuôi đằng cháu. Tháng tháng là cùng có gửi tiền, tháng tới 4 triệu, tháng tới 5 triệu. Cùng gửi đều cho cháu. Rồi. Cháu năm nay được 5 tuổi rồi. Thế à, quý hóa giờ quá. Giờ muốn là hỏi chương trình giúp mình, tư vấn cho mình coi thử có cách gì để một đứa cháu về không. Năm nay anh bao nhiêu tuổi đấy? Em 46 ạ. 46 tuổi, ở quê thì Nghệ An có vợ có con gì không? Vẫn có mà. À, thế tức là cái quan hệ với cái cô ở ngoài Hà Nội là ngoài luồng à? À, dạ vâng ạ. Thế cái thời quan hệ với cô ý thì cô ấy có chồng chưa? Cô cũng đi làm công trình nhưng mà chúng cũng không hỏi là cô có chồng hay chưa. Nhưng đến lúc có con này sau đó thì cô bảo là cô vẫn có chồng. Tức là tóm lại là bây giờ hiện tại cô ấy đang có chồng đúng không? Và chồng cô ấy không cho đón đứa con ấy về. Mặc dù anh ta biết đấy không phải con anh ấy à? À vâng. Thế bây giờ cái đứa mà con nhà mình thì đã phải là đứa cuối cùng của cô ấy chưa? Cuối cùng rồi đấy, út rồi. Em cũng có gặp mà cũng có đi xét nghiệm DNA rồi. Và con mình rồi. Chỉ có cái là bây giờ là nó đang vào ao nhà người ta thì người ta không cho bắt về thôi đúng không? Dạ dạ. Thì mình ở quê thì là mấy đứa? Cùng hai cháu nhưng mà học hành sống cả rồi, đâm việc ở ngoài Hà Nội cả rồi. Giờ à, cũng lớn rồi, trưởng thành rồi. Rồi. Tại sao 10 năm trước ra Hà Nội làm việc mà cái đứa con như bạn nói là mới có 5 tuổi à? Không, năm nay học lớp 5. À, học lớp 5, thế là cũng hơn chục tuổi rồi đúng không? Dạ dạ, rồi. 11 tuổi rồi. Rồi, mà lại vừa thấy kể với chúng tôi rằng là lại con trai muốn về để ra mắt gặp họ hàng. Cái việc này đã trình bày với vợ chưa? Nói rồi, tức là khi sau khi con nó đi cả rồi còn có hai ông bà thì thấy buồn quá, khi nữa là về tâm. Rồi, 46 cái tuổi mà xưng ông xưng bà đấy. Tâm sự với vợ là bởi vì ở quê thì lấy vợ sớm, 22 tuổi đã lấy vợ, 23 tuổi có con. Rồi, cũng thành lập gia đình rồi đúng không? Yeah. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời chị Hải ạ. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Dạ. Yeah. Ở đây ý, tôi nghe câu chuyện của bạn thì tôi phải đánh giá cao vợ bạn. Dạ vâng. Thật sự là một cái người phụ nữ rất là vị tha đấy. Biết là chồng đã làm sai rồi, đã làm sai lại còn gây hậu quả nghiêm trọng, lại còn sinh ra một em bé. Thế và vẫn sẵn sàng để cho chồng gửi tiền hàng tháng và lại sẵn sàng đón cả về nữa nếu như mà được sự đồng thuận của cả hai bên đúng không? Dạ dạ. Ừ. Hai con của bạn là con gái à? Dạ, một gái một trai chị. Ừ. Thì cũng đắn đo mãi vì dám nói với bà xã. Đồng tiền mình làm ra là cái gửi thì cũng không cho bà xã biết đâu, nhưng mà sau này rồi mới biết. Ừ. Nhưng mà thôi, dù sao tôi thấy bốn người trong cái câu chuyện này, bốn người lớn ý, các bạn rất là tốt, khá là văn minh và rất là tình cảm.
thì mới có thể để một cái câu chuyện nó suôn sẻ đến như thế này. Tôi thì tôi nghĩ thế này, việc mình muốn đấy là việc của mình, mặc dù mình có một cái hậu phương rất là vững chắc, thế nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào mẹ của em bé, bởi vì đấy là người đã nuôi dưỡng cháu trong 10 năm nay rồi. Đấy, và rất may là bây giờ thì bố cháu, tức là chồng của mẹ đấy, thì lại cũng rất là yêu con và vẫn nuôi con cùng với cả hai đứa con của cô ấy rất là đàng hoàng, rất là tốt. Cháu bé cũng có một cái cuộc sống ổn định, nó được đi học, rồi nó được chăm lo, chứ nó không phải bị bạo hành hay là nó có một cái vấn đề gì có thể đe dọa tới em bé. Nếu được thì hai nhà có thể chủ động đi lại với nhau, mình đi lại, mình cùng nhau, mình chăm sóc em bé. Bây giờ thì nó 10 tuổi, nó học lớp 5 rồi, sắp tới nó sẽ phải đi học nhiều hơn. Cái nhu cầu về tài chính cũng như là các cái nhu cầu khác liên quan tới em bé này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Mình có thể tăng cái mức chi phí cho con để cho con có thể có điều kiện, con có thể học hành rồi là có những cái điều kiện khác tốt để hỗ trợ cho mẹ nó. Dần tiến tới mẹ có thể chủ động cho em bé này biết được đây là ba của mình, còn bên này thì vẫn là bố của mình, ví dụ như thế. Tôi nghĩ là như vậy. Em và... cắt lời chuyện tí, tức là biết con nó biết từ khi đang bập bè là đã biết rồi. Một năm em vẫn gặp con 2 đến 3 lần. Tốt quá. Thế mà mình ra thì cái... mình đến nhà hay là mình gặp nhau ở ngoài công viên hay gặp nhau ở nhà hàng? Em hẹn đi nơi khác thôi chứ không dám đến nhà. Cô ấy thì muốn cho em đón về, nhưng mà chồng của cô ấy thì lại không cho. Thế hả? Bây giờ em mới muốn hỏi các anh các chị, tức là có cách gì để cho em đưa được cháu về không thôi. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là trên mặt giấy tờ khai sinh thì bạn kia vẫn là bố của em bé đúng không? Chứ không phải là tên mình. Cái đó em cũng không hỏi nữa. Thì về mặt đúng ra là về mặt pháp luật thì tên bố tên mẹ thì chắc vẫn là cái bạn kia, và thực sự người ta rất là yêu con mình ý, người ta cũng coi nó như là con, mặc dù người ta biết câu chuyện như thế rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ bạn nên tôn trọng cái sự bình yên của gia đình đó. Vâng, con nó cũng vẫn còn nhỏ, hãy để cho nó ở bên mẹ nó. Và đặc biệt là như tôi nói, nó không gặp nguy hiểm gì, nó cũng không có cái sự gì đe dọa tới sự phát triển cũng như là tới sự an toàn của con. Thì hãy tôn trọng cái quyết định của cái người mà đang nuôi dưỡng cho cháu bây giờ. Một vài năm nữa thôi mà cháu nó sẽ lớn, và lúc đấy khi nó 18 tuổi nó sẽ được quyền quyết định những cái điều liên quan tới cuộc sống của nó. Tôi nghĩ là như thế ạ. Rồi. Cảm ơn chị. Có thể thấy rằng là cái quyền nuôi con là quyền của người mẹ, mặc dù là người mẹ cũng rất là muốn chia sẻ cái người con này cho bố nó, bố thực của nó. Thế nhưng mà bạn nên tôn trọng, bởi vì cái anh chồng của cô ta vẫn là người bố hợp pháp nhất thời điểm lúc này của đứa trẻ. Vâng. Rồi. Nhá, xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chào bạn chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Xin chào chương trình các anh các chị trong chương trình Cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, chào chị ạ. Tôi 49 tuổi đến từ Hưng Yên ạ. Dạ vâng, 49 tuổi. Một chuyện rắc rối trong gia đình nhờ các anh các chị tư vấn giúp ạ. Chị nói đi. Vợ chồng tôi thì lấy nhau được 30 năm nay rồi. Rồi. Và đã ba cháu mà đã có con rể, có hai cháu ngoại. Thế nhưng mà chồng tôi thì đi làm thì vẫn đi làm đấy, nhưng mà có cái như là cái bệnh nát rượu, nhiều lúc rượu vào nơi ra. Cảnh sống như thế này nó quá dài rồi ạ. Thế thì bây giờ là chán quá là tôi bỏ nhà đi. Không thể chịu được bỏ nhà đi thì tôi đi làm ăn xa thì lại gặp mấy cái người bạn thợ xây cũng cùng đi đấy, rủ cùng nhau cùng đi đấy. Rồi. Độ một thời gian là khá dài rồi. Thế nhưng mà nhà người ta có vợ có chồng rồi, cho nên là gia đình người ta tìm đến thì là người ta bắt chồng người ta về. Thì tôi lại quay trở về nhà với chồng con tôi. Rồi. Nhưng mà trong cái quá trình là cái nát rượu là một, mà trình độ văn hóa của chồng tôi là không biết chữ. Hai vợ chồng lấy nhau thì cùng xóm thôi, nhưng mà ngày xưa thì thế nhưng mà bây giờ thì nó chênh lệch quá nhiều. Chồng thì cứ rượu vào nát thì cứ con người nó cũng không được sáng được rạng rỡ.
Rồi. Mình thì bây giờ thì mới có 49 tuổi thì nó vẫn còn là cái khoảng thời gian là vẫn còn hắn còn son trẻ đấy. Rồi. Là bây giờ là về nhà thì cũng là cúi đầu đi về để ở để yên hàn gia đình, nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ ấy, thì là cũng không được đẹp đẽ gì hơn trước cả, mà người ta cứ nói ra đấy vào nhiều, cho nên là rượu vào là nhiều khi là đánh tôi vùi cả xuống sông xuống mương. Thế là bây giờ là cũng chịu ở như thế, nhưng mà bây giờ tôi cũng không chịu nữa rồi. Thì tôi vùng lên, thế nhưng mà bây giờ lại kết hợp có một cái ông bạn gần 70 rồi, người ta đến cũng lại bạn rượu cùng đi làm thợ xây mới ở cái tổ mới như này, thì là người ta rồi. Đến thì là người ta mới kết hợp với cả chồng tôi ấy. Thì là bạn rượu bạn nát với nhau ấy, thì là lúc mà ăn ở nhà tôi nhiều thì ông ấy lại thương tôi quá và ông che chở tôi rất nhiều. Thế từ đấy là vợ chồng tôi là từ trước thì coi như là vẫn là bình thường, mà bây giờ thì vẫn là bình thường, bởi vì chồng tôi không hề biết gì cái mối quan hệ của tôi mấy cái ông 70 cũ và mới này. Rồi. Thế tóm lại là chồng bao nhiêu tuổi? Chồng tôi 51 ạ. Bây giờ là hai ông nát như nhau, một ông 51, một ông 70, thì bây giờ chị là đang cặp bồ với ông 70 đúng không? Ông nát 70. Vâng. Rồi thế bây giờ mục đích gọi đến cho chúng tôi là mong muốn gì ở chúng tôi? Bây giờ thì sống với chồng thì rất là khổ, mà bây giờ cứ cặp với cái ông bồ này thì ông ấy rất là quan tâm và rồi, mặc dù là nát vét như thế vẫn rất là quan tâm, thế là yêu ông ấy rồi đúng không? Vâng, thì kín đáo thì không ai biết, nhưng mà vừa rồi vỡ lở thì dân làng cũng biết, bạn cũng biết, nhưng mà chồng tôi đặc biệt rất là tin tưởng ông ấy, cho nên không ghen tuông gì cả. Đấy, nhưng bây giờ thì đúng cái thời điểm tôi gặp ông ấy thì con rể tôi cũng lại mang hai đứa cháu ngoại về giả tôi. Rồi. Giả con gái nữa, thì gia đình nhà tôi rất là rối ren. Bây giờ là cái đầu óc thì nó cũng không được minh bẫn nữa, mà cứ đi theo con đường thế thôi. Thì bây giờ tôi cũng nhiều lúc dân làng người ta cũng nói, thì chồng tôi chưa biết vì là nó mà đơ rượu mà nói. Rồi, tóm lại là việc của chị là chị cặp bồ với hai ông rồi. Trải qua hai thời điểm khác nhau rồi, và cả hai thời điểm cặp với hai ông ấy thì cả làng đều biết rồi đúng không? Có người biết, có người không, cũng ít người biết thôi, mà tất nhiên làng có 100 người thì 99 người, chứ lại cả 100 người biết nữa thì có mà. Rồi, các anh các chị bây giờ tôi cũng muốn gỡ ra khỏi. Rồi thế bây giờ con gái chị bị trả về địa phương ấy là lý do làm sao mà cậu rể cậu mang cả cháu ngoại lẫn con mẹ con nó về? Vợ chồng nó cũng ở trong bên Nam ấy, thì hai vợ chồng ở Bắc vào Nam, thế nhưng mà là được hai đứa cháu, hai đứa cháu gái, mà cái con gái nhà mình thì nó lại xấu, là thằng rể lại đẹp. Tôi hỏi là lý do tại sao mà cũng đi làm nương giấy thì là người ta cũng cứ nói ra nói vào là rồi cũng cặp bồ, có vẻ là cái gen giống mẹ rồi, khổ thế là chứ. Đấy, thế là bây giờ nó bỏ về, nó để cho hai đứa cháu tôi nuôi. Mình thì 49 tuổi mà đã 30 năm lấy chồng rồi đúng không? Mà 30 năm ấy thì mình chê chồng là nát. Xong đó lại thêm ông nát nữa 70 hơn chồng mình tận gần 30 tuổi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời chuyên gia tâm học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Hưng Yên nhé. Ba đứa con bây giờ ở đâu? Một cháu thì út nhất là con trai 19 tuổi, còn một đứa con gái thứ hai thì nó ở bên Nhật. Rồi, tự lập hết chưa? Cái thằng bé 19 đi thì nó làm gì rồi? Thằng 19 thì năm nay nó học hết cấp 3 rồi. Thế đó cháu nghỉ đi làm chưa hay là học đại học hay là như bây thế giờ nào? Thì chưa thi được đại học thì cũng lại đi làm tạm bợ lấy tiền. Đi làm tạm bợ này. Cái nhà hiện nay mình đang ở có to không? Cũng coi như là cũng bình thường ạ, cũng hơn cái nhà cấp 4 một tí ạ. Rồi, mình ở thị trấn, thị xã hay là nông thôn? Nông thôn ạ. Nông thôn. Nói thật chứ nghe cái cảnh của chị hiện nay sống mệt mỏi quá. Một ông chồng thì nát cả đời, với một ông bồ thì 70 tuổi thì cũng nát gần bét. Mà rồi cũng đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mà tất nhiên thì những cái ông bét bét ấy thì ông mới thương mình. Chị đang chơi với dao, mà lúc nào mà nó rút mạnh là mình đứt tay. Một cái ông nát bét mà say rượu mà ông ấy điên lên, ông cùn lên. Người ta nói rằng nó lú nhưng có chú nó khôn. Ở nhà quê ấy mà nó đồn đến tai là mày có biết rằng là vợ mày là ấy với cái ông mà vẫn đến chơi mày uống rượu với ông, mà ông ấy ngủ với vợ mày đấy chẳng hạn. Rồi người ta xui bẩy xong rồi không làm chủ được cảm xúc á, án mạng xảy ra đấy. Đừng chơi đùa nhá. Án mạng xảy ra không ai bênh mình đâu. Người ta cười cho thối mũi là luôn đấy. Người ta nói rằng là sống phần đấy tuổi đầu rồi, không gương mẫu, chê chồng nát bét lại gặp ông già 70. Giá bảo rằng là thôi thì mình muốn làm lại cuộc đời, gặp một cái người đàn ông tử tế đàng hoàng quá vợ. Bây giờ thương nhau, bảo ăn nhau, làm ăn để cùng nhau làm lại cuộc đời thì người ta còn thương. Chứ còn thì một ông nát bét để bên cạnh này, cặp một ông bét nát nữa xong rồi, chẳng may mà nó xảy ra chuyện này chuyện khác là các con cũng thấy xấu hổ vì mẹ đấy. Cho nên là việc đầu tiên thì tùy chị, nhưng mà tôi thấy rất nguy hiểm. Cái kiểu sống hai ông một bà, hai ông nát với một bà gọi là đang khát thế này thì mệt lắm. Trong trường hợp của chị tốt nhất là thế này, giải phóng cuộc đời của mình đi. 30 năm rồi
chọn nghĩa vụ với con, với cái con cái đã trưởng thành rồi, không nhất thiết phải ly hôn. Chị mới có 49 tuổi, rất nhiều người ngoài 50 người ta đi làm công ty ra Mỹ Hào hay ra Phố Nối hay là khu công nghiệp ở dưới Hải Dương rất là nhiều, chịu khó làm ăn đi, vừa khỏe người vừa giao tiếp với những người ta có học có hành có sáng sủa, tháng được 5-7 triệu tiền lương để mà nuôi bản thân, ăn bao nhiêu thì ăn còn dắt vào thắt lưng để phòng sau này quay đi quay lại thôi, tuổi già đến nơi rồi đấy, 49 chưa qua 53 đã tới, mà phụ nữ thì mãn một cái là nó xuống ở mập ấy nhá. Thế đấy là cái thứ nhất là đi làm công ty đi, hoặc là nếu mà khôn ngoan biết kinh doanh buôn bán thì theo chị, theo em đi lên Lào Cai, đi lên Lạng Sơn, làm gì cũng được nhưng phải đi làm. Để việc đầu tiên là dứt ra được hai cái ông nát đi ạ. Chứ còn cứ luẩn quẩn ở đấy thì cứ tay phải mà ông, tay trái mà ông mà thì rồi mình chìm đắm ở đấy cả cuộc đời rồi. Đi làm đi. Cái con gái nó mang cháu về đây, bây giờ nó không bông víu được vào đâu, lại phải nhà trông cháu. Nhưng lúc ốm lúc đau thì là đi thì cái ông già kia ông ấy cứ đêm hôm ông cũng đưa đi cho. Rồi là ông ấy trông nom, ông ấy thôi thế thì rồi. Thế thì vật chất cho. Mà ông ấy cũng có vợ rồi, gia đình nhà ông cũng biết rồi, nhưng mà ông ấy quyết liệt với gia đình nhà ông ấy lắm, cho nên gia đình nhà ông ấy rộng bỏ ông ấy rồi. Người ta chả giữ cái ông già 70 làm gì, có mình thì khát thì mình đi vơ vào chứ. Người ta không giữ, người ta biết rằng chẳng làm được cái gì. Thế cho nên người ta buông ra mình, mà không lẽ ăn mấy bữa nữa ông đột quỵ hay ông ốm ở nhà mình là khiêng ông này mình trả nhà người ta. Người ta bảo đấy lúc mà cô còn dùng được đấy thì ông ý, nhưng mà chỉ có hẹn hò nhau thì đi thôi, chứ còn ông vẫn ở nhà ông ý, mà ông ấy vẫn đi làm. Rồi, từ nãy giờ nghe cái câu chuyện của chị với anh Đoàn cũng như là trao đổi với tôi từ trước thì có vẻ chị rất thắm thiết với cái ông 70 tuổi nát này rồi. Rõ ràng là phải tự giải quyết vấn đề của mình lúc này nhá. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin chào chị. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Dạ, em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Em cách đây 2 năm. Công việc của em thì là thợ xây, nhưng mà nói chung là 4-5 người thì là thường nhận cái nhà cái việc thì họ làm. Em thì làm ít hơn họ thôi. Rồi. Vào một buổi trưa thì lúc đang làm, tức là chưa nghỉ. Em thấy mệt, em xuống uống cốc nước thì tự nhiên nó thấy tay phải, cái chân phải của mình là như liệt hẳn luôn. Nhưng mà đầu óc thì vẫn minh mẫn, nhưng muốn điều khiển cái tay đó để bưng cốc nước lên nó không bưng được. Sau đó đưa đi viện thì họ chụp chiếu tất cả mọi thứ thì họ nói không có cái vấn đề gì cả. Thì em tiếp đi tiếp một cái viện nữa, tức là em ở Vĩnh cho nên nó cũng thăm khám 3-4 bệnh viện rồi. Đến cuối cùng là bệnh viện tâm thần thì họ cũng chẩn đoán được nó không có gì cả, nó chỉ chẩn đoán là bị đồng kinh cục bộ. Rồi. Thì đồng kinh cục bộ thì họ cho thuốc về uống một thời gian cũng không thay đổi, nhưng mà cái vấn đề tình dục thì em lại giảm đi nhiều. Sau em không uống thuốc nữa thì là bởi em nó còn liên quan cái bệnh dài dài này, bộ thuốc dài dài thì thấy cái biểu hiện của cái bệnh là thường xuất hiện vào cái lúc buổi sáng đói bụng, hoặc là buổi chiều đói bụng, hoặc là cái buổi trưa đói bụng. Nhưng mà khi bị là em nằm xuống nghỉ khoảng 30 phút sau thì nó lại trở lại bình thường. Mà cứ thường như theo chu kỳ như vậy khoảng 3-4 ngày thì nó bị một lần như thế. Rồi. Em nếu bên chuyên gia là tư vấn thì em xem nên như thế nào. Bởi vì em cũng đi khám ở Vĩnh thì cũng khá nhiều viện. Rồi, đã đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An chưa? Đi khám thôi. Và bác sĩ cũng không phát hiện ra bệnh gì? Vâng. Có vợ có con rồi đúng không? Dạ, em có vợ con năm nay học lớp 10 và cháu thứ hai học lớp 5. Rồi, thế cái chuyện quan hệ vợ chồng bạn vừa nói là yếu đi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem đây là bệnh gì nhá. Xin mời bác sĩ ạ. Tôi chào bạn. Dạ. Thật sự là nó rất làm cho cuộc sống của bạn nó bị ảnh hưởng rất nhiều đúng không? Cả về mặt tâm lý cũng như là các cái hoạt động khác, đặc biệt là cả nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì cũng may là 3-4 ngày nó mới bị một lần thì có thể mình nghỉ ngơi đi thì lúc đấy mình không phải làm thì nó cũng đỡ. Chứ nghề của bạn thì nó cũng không phải quá là nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là hình như mình vẫn chưa tìm được đúng chính xác cái bệnh của mình là bệnh gì. Tôi cứ nghĩ là một tai biến nhưng mà nó lại không phải, bởi vì là nó lặp đi lặp lại, nó có chu kỳ, đúng không? Và sau đó thì nó lại hoàn toàn là bình thường. Sau cái cơn đấy thì nó lại hoàn toàn bình thường, thì lại đúng là một dạng của kiểu sức khỏe tâm thần hoặc là bệnh của các cái cơ quan thần kinh. Và bây giờ thì thuốc thì có vẻ không đáp ứng được. Bạn mới chỉ khám ở Nghệ An thôi à? Em khám ở Nghệ An, mấy cái bệnh viện nổi tiếng em không khám cả đâu. Em ra Hà Nội chưa? Dạ em chưa. Đi ra Hà Nội đi, đến bệnh viện Bạch Mai nhá. Mình rất cần được khám tổng thể, kiểm tra toàn bộ
thậm chí là tim mạch rồi mạch máu của mình xem là nó có vấn đề gì không. Và ở Bạch Mai ấy, nó có một cái khoa gọi là khoa thần kinh. Tôi nghĩ là mình cũng nên đi kiểm tra ở đấy xem các cái dây thần kinh của mình, hoặc là ở trên não những cái bộ phận mà nó điều khiển các cái hoạt động của các cơ chi, xem nó có vấn đề gì không. Rồi viện sức khỏe tâm thần cũng rất gần ngay đấy, sẽ có nhiều các cái phương tiện và họ nhiều các cái kỹ thuật để mà có thể giúp cho bạn tìm được nguyên nhân. Vì chỉ khi tìm được nguyên nhân thì mình mới điều trị được. Hiện nay là đang điều trị triệu chứng cũng như là điều trị bao vây thôi, thăm dò, chứ chưa phải tìm được nguyên nhân gốc của mình nó là cái gì. Mình có thể đến Bệnh viện Đại học Y cũng tốt nhé. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các cái phòng khám của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nó cũng khá là liên kết và cũng không cần phải di chuyển nhiều ấy. Thì mình có thể cân nhắc đến hai cái nơi đấy, bố trí thời gian, kinh phí nữa. Mang hết tất cả các cái giấy tờ mà mình đã từng thăm khám đi, các cái đơn thuốc mà mình đã điều trị để bác sĩ người ta xem, người ta kiểm tra cái tiền sử của mình, phải tìm được nguyên nhân thì mới có thể điều trị được cho bạn nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Cái điều quan trọng nhất của bạn đó là gì? Tìm được cái tên bệnh mà mình đang mắc phải. Chứ còn tất cả là mới chỉ có chẩn đoán. Có thể là bệnh này, có thể là bệnh khác, mà vẫn cho bạn thuốc uống thì nó rất là nguy hiểm. Đầu tư tiền bạc, đầu tư thời gian ra bệnh viện tại Hà Nội khám tổng thể để tìm ra được bệnh. Và tìm ra được bệnh thì mới có phương án điều trị tốt nhất. Xin chúc bạn sức khỏe thật tốt. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. À vâng, đây, em nghe đi ạ. Rồi, chào bạn. Vâng, em có cái việc tình cảm gia đình mà. Bây giờ nhà em trước đây nó đi Đài Loan ấy, 9 năm ấy. Ở nhà thì em có quen một người ở khác xã, thì cũng để lại cho nhau hai đứa con. Lúc phần đầu cũng biết là hoàn cảnh em là vợ đi nước ngoài đấy, có nhạy ý là bây giờ để lại cho đứa con thì sau không gắn trách nhiệm gì, sau này vợ về thì cũng không bao giờ để là ảnh hưởng gia đình ấy. Rồi, cho không biếu không, và con thì cô ta nuôi đúng không? Tóm lại lúc có hai đứa con với cô ấy thì là cô ấy có chồng chưa? Không có chồng, nhỡ nhàng ấy. À, nhỡ nhàng rồi người ta kiếm được hai đứa con rồi đúng không? Vâng, vâng, nhưng mà trong cái thời gian mà nhà em ở nước ngoài thì em có trách nhiệm nuôi lớn đi lại các thứ. Thế lúc vợ đi nước ngoài thì là nhà mình đã có đứa con nào chưa? Em có hai đứa rồi. À, thế thì mình giỏi nhờ. Vâng. Chắc là vợ gửi tiền về thì nuôi cả bốn đứa con à? Nhà em thì ấy về thì là con cái của vợ chồng em thì em ấy thôi, còn em đi làm ngoài thì em hỗ trợ ngoài trong cái việc kia. Rồi. Thì là cô cũng thoải mái là thôi thêm được nào thì thêm thôi. Rồi, thế bây giờ là bốn đứa con bao nhiêu tuổi hết tất cả rồi? Bé nhất 4 tuổi. Rồi. Thế hai đứa con của người vợ chính thất? Ừ, chính thức thì một đứa 2004, một đứa 2008. À, một đứa 2004, 2008, thanh niên rồi gì nữa đúng không? À. Thế bây giờ vợ về chưa? Về rồi ạ, về rồi thì bây giờ thì là như thế này, cả bố mẹ và cái bạn về sau này ấy, là cũng đồng ý là sẽ dự kiến cho gia đình, là không bao giờ để ảnh hưởng đến gia đình, nhưng mà bây giờ là người ta liên lạc với em là bây giờ phải có trách nhiệm. Thế này cái kia không ấy thì là người ta sẽ trở nên làm oan lên ấy, là để cho gia đình biết ấy. Rồi. Thì em bảo bây giờ thì khó cái cho anh thì gia đình đàng hoàng và gia đình hạnh phúc, bây giờ mình đến với nhau thì cũng thỏa thuận ban đầu như thế, bây giờ em làm thế thì làm khó cho anh, bây giờ thế nào kia ấy, nhờ cô ấy tự nhiên là... Bây giờ nhá, tôi hỏi anh là anh đã phác thảo trong đầu cái phương án nếu mà cô ta làm lên chưa? Em chưa nghĩ ra cái gì cả. Chưa nghĩ ra được cái gì cả. Thôi bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ cho một vài phác thảo để xem lựa chọn cái phương án nào là phù hợp nhất nhá. Mà tôi nghĩ là cái phương án tốt nhất thì thú nhận với vợ thì là lành nhất. Nhờ anh Đinh Đoàn nhờ. Thật ra thì đấy, mình cứ tưởng là được nhưng cuối cùng thì đúng là của nợ đúng không? Vâng, vâng. Cho người ta hai đứa con tất nhiên để mình cũng được hưởng lợi. Trong lúc vợ đi vắng mà có một người phụ nữ chia sẻ cảm xúc tình cảm. Vợ mình thì tần tảo đi 9-10 năm ở nước ngoài, chắc chắn là làm vất vả lắm, đi đài vất vả lắm đấy.
Thế bà lại biết rằng ở nhà chồng ngoài nuôi hai đứa con ra lại còn kiếm thêm được bà vợ lẽ với này, hai đứa con nữa thì không biết rằng chị sẽ thế nào. Chưa chắc là cái nhà này đã trụ được đâu. Thế nhưng mà người ta đã có ý đồ, người ta đã có âm mưu. Thậm chí nhà mình nát có khi người ta còn thích. Bởi vì nát có khi người ta lại giật về phía người ta không có gì để mà mất mà. Người ta là phụ nữ đơn thân, phụ nữ không có chồng, người ta cũng chẳng vì giữ gìn gì. Không chồng mà có hai đứa con, nếu có xấu hổ với dân làng thì cũng xấu rồi, xấu 10 năm nay rồi đúng không? Thế nếu bây giờ mà lại có thêm được người đàn ông ở bên cạnh nữa cũng tốt. Vừa là bố của hai đứa, mình cũng kiếm được tí chồng sử dụng một thời gian cuối đời. Thế thì về phía cái cô ấy, mình không dùng áp lực, mình cũng không dọa dẫm gì được cô ấy. Cô đã có ý định thì sớm muộn cũng nói ra, đặc biệt là nông thôn người ta cũng xì xèo rồi, có cái là người ta chưa thèm nói thôi đúng không? Vâng. Hiện nay vợ không hề mảy may nghi ngờ gì à? Không ạ, bởi vì là khi nhà em nó về đấy là em cũng nói chuyện với cả bố mẹ người ta rồi, là bây giờ là mình không liên lạc cắt tất cả các thứ luôn. Cái cô mà gọi là bạn gái mà có thêm hai đứa con là cũng ở chỉ xã khác thôi đúng không? Vâng, ở xã khác. Bây giờ công việc hai vợ chồng ổn định chưa? Ôm được một đống tiền ở đài về, giờ có đi làm gì, có đầu tư gì hay là cứ lấy cái tiền đi ăn tiếp? Nhà em nó về nó làm thêm công ty, còn em thì chạy xe. À, thế là mình mua được xe để mình chạy hả? Không, xe chạy thuê. Xe khách hay xe hàng? Xe vật liệu. Vật liệu, xe tải. À, anh Văn bên nãy có một gợi ý mà tôi thì ngay lúc bạn chia sẻ câu chuyện tôi vẫn nghĩ là thế này. Người ta bảo bịt được miệng chum miệng vải chứ không bịt được miệng thiên hạ, và không bịt được mồm cái cô kia đâu. Thôi không gì bằng cứ thành khẩn thì được khoan hồng. Một ngày nào đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia đi, lựa chọn một cái rằm tháng 7 đi, hoặc là trời trung thu đi, ngày nào đẹp trời đấy là rủ bà ấy đi nhà mình Bắc Giang đúng không? Vâng. Xuống Hạ Long đi, hai vợ chồng thôi. Đi xong rồi dắt tay nhau rồi đi tàu lượn, rồi tàu lướt sóng, tàu cao tốc cho nó sướng cái đời đi. Xong đêm hôm đấy ở trong khách sạn thú nhận đi, đúng là anh sai 100% rồi, bây giờ em có làm gì thì anh cũng phải chịu thôi. Xong rồi mình kể lại cái chuyện ấy, mà thật sự ra đúng là nó chỉ là cái giải quyết cái nhu cầu đàn ông. Hơn nữa là cái cô kia cũng không có chồng, cô cũng bảo muốn xin đứa con. Thế thì thôi cũng nghĩ tặc lưỡi, thế ai ngờ bây giờ nó lại có hai đứa. Thôi bây giờ thì anh thề, anh hứa, anh đảm bảo đối với anh chỉ có một vợ và hai con. Thú nhận nhưng mà phải khẳng định rằng là cô ấy với lại con là nhất quả đất nhá. Yeah. À, cô có thể sốc, có thể điên lên, có thể chửi mình, có thể mắng mình. Hãy cố chịu trận, bởi vì mình gieo gió thì cũng thôi phải gặt đến tí bão chứ. Thế rồi cô là người trong cuộc cũng cân đi tính lại, cô ấy sẽ là người quyết định. Nếu giữ gia đình chẳng nữa thì cô có thể đề xuất hoặc là một cái chuyện là thôi, chuyện nó xảy ra rồi, đứa trẻ nó không có lỗi gì, em chấp nhận cho anh đi làm, mỗi tháng anh gửi cho mỗi đứa đi 2 triệu hỗ trợ với cô kia nuôi con, nhưng em cấm không được là đến với con chứ không được đến với mẹ nó, ví dụ như thế. Thì mình cũng cứ hứa nhá. Nhưng mà hứa nhưng mà phải cố gắng làm thật đấy, chứ không là cuối cùng mình mất hết đấy. Em nói chứ phương án là cô đấy, cô dung dọa em, không biết có dám nói thật không, mà cho người xuống nói chuyện với em, mà em bảo là bây giờ cái chuyện bây giờ nói ra thì chẳng giải quyết được cái gì, mà bây giờ tâm nó phức tạp cả đôi bên. Mình cứ nhớ thế này, trước đây khi vợ chưa về thỉnh thoảng mình còn đảo qua cô ấy một tí, chăm hai đứa con. Từ ngày vợ về đến giờ chắc cũng sẽ không dám. Tự nhiên cô mất được một nguồn lợi tình cảm cũng như là nguồn lợi tài chính. Cô ấy vẫn còn thèm mình mà đôi khi trong những hoàn cảnh nhất định ấy, người ta muốn là đục nước béo cò, khuấy lên cho nhà mình nó nát như tương bần ấy, rồi có thể biết đâu bà vợ nhà mình điên lên đuổi mình ra khỏi nhà, thế là trong lúc mình bơ vơ thì cô kia cô vẫy gọi, thế là cô được nhá. Mình cũng phải hiểu cái ý như thế. Thật ra là mình có giá thế thôi chứ nhờ. Hai người phụ nữ đang giành giật về phía mình đấy. Nhưng mà ứng xử không khéo là rồi đứng đường. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng vẫn không có gì bằng cứ thành khẩn. Không chỉ là cái miệng đâu, nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ bạn phải biết ơn cái cô vợ mà đã bỏ cả một tuổi thanh xuân 10 năm ấy đi đài. Thật ra vì miếng cơm manh áo, vì muốn có tí tiền để cho chồng ở nhà, cho các con được học hành. Bây giờ tuổi mình chưa già, các con nó cũng chưa thật sự là lớn, mình còn tập trung cho các con ăn học, rồi còn dựng vợ gả chồng cho con. Thế thì chuyện kia nó đã xảy ra, hãy đối mặt với nó, không giấu được đâu mà.
nhá. Vâng. Nói sớm, ngày nào thì mình thở phào ngày đấy. Chứ còn cứ che với chắn mà vợ mình được nghe cái tin đấy từ miệng cô ấy sẽ tức giận hơn rất là nhiều. Còn đây thì từ ở phía mình khai báo nhá. Vâng, pháp luật nhà nước cũng thế mà, ai đấy thành khẩn thì được khoan hồng, mà ai ngoan cố thì bị nghiêm trị nhá. Rồi, vâng. Xin chào bạn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, tôi đây. Tôi thì năm nay là 60 rồi. Dạ vâng. Thế tôi đã có một đời vợ và hai đứa con gái. Dạ vâng. Thế hai đứa con gái thì nó đi lấy chồng hết rồi. Thì nay vợ chồng tôi đã chia tay nhau, đã ra tòa án rồi. Vâng. Thế thì bây giờ thì tôi đi một bước hai. Cô này thì ở Điện Biên. Tôi đưa cô ấy về đất Hải Dương để làm ăn và tôi xin cho cô vào bên vệ sinh môi trường. Thế nhưng mà quá trình là bây giờ là không ăn ở được với nhau, chia tay nhau. Thì hôm vừa rồi là tôi đến hỏi cô, nói là bây giờ cô không về nhà tôi nữa và đã có một người để bao cho cô ấy hàng tháng là mỗi tháng 3-4 triệu. Thì bây giờ tôi muốn cửa sổ tình yêu là tư vấn cho tôi là liệu có tiếp tục để tìm cô về nữa hay là thôi. Hai anh chị cặp với nhau bao lâu rồi? Được gần 1 năm rồi. À, được gần năm. Thế là anh thì bỏ vợ được bao lâu rồi? Tôi bỏ vợ từ năm 2020. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, chào anh Hải Dương nhé. Vâng, chào anh. Anh sức khỏe còn tốt không? Tôi vẫn khỏe, tôi vẫn đi làm bảo vệ bình thường, sáng ra vẫn tập thể dục, chạy bộ 4-5 cây bình thường. Rồi, thế anh ơi, nhà cửa thế nào, có cháu nào ở với anh không? Không, tôi được hai đứa con gái, các cháu đi lấy chồng xa hết. Chia tay thì bà vợ cũ của anh đi đâu rồi? Vợ tôi thì ở quê đấy, thì cách nhà tôi khoảng cỡ 15-20 cây số. Cái cô Điện Biên bao nhiêu tuổi anh? Cô Điện Biên sinh năm 73. Ôi, cũng 50-51 rồi cơ ạ. Trời ơi, tưởng là em gái 30. Thôi bây giờ anh ơi, thứ nhất, một cái người đây cứ gọi là vợ nhặt đi, anh nhặt được chứ nào, đã cưới xin rồi, họ hàng chẳng chưa được miếng trầu, tổ tiên chưa được chén rượu đúng không? Pháp luật thì chưa ký, anh nhặt ở đâu về? Trong gần 1 năm qua hai người chung sống, về mặt pháp luật thì chưa phải là vợ chồng, cho nên là thích thì ở, không thích thì đi, không có liên quan gì đến cả. Một người phụ nữ đã theo anh được thì người ta cũng theo người khác được. Người ta đã dứt áo ra đi nghĩa là mình không tìm về làm gì cả nhá. Tìm về thì lòng người ta cũng chẳng ở bên mình. Có bảo rằng về anh cho thêm 1-2 triệu nữa thì tiền có thể cũng vẫn cầm, nhưng mà rồi ban ngày thì cô cũng lại đi với cái ông kia mất thôi. Tuổi mình không chịu được cái cú sốc mà lại phát hiện ra là một bữa nào đấy anh đi đón cô ấy ở công ty lại thấy có ngồi trong lòng một cái anh thanh niên khác thì chắc là mình sốc lắm đấy. Cho nên thứ nhất là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là tiền của mình phải giữ, không có lại dại đến mức độ là đi làm được 6 triệu đưa tất cho bà ấy, vợ chưa phải ấy thì không, chỉ làm một đứa cô nhân tình nhân bánh, thế rồi định không giữ lại đồng nào cho bản thân hay sao, đúng không? Cho nên bây giờ tiền thì cứ bắn vào thẻ, có cần tiêu thì mới rút ra 1-2 triệu nhỏ giọt thôi, còn lại cứ để đấy cho nó được một cục. Còn lại thì chỉ khi nào mà anh thật sự gặp được một người nó gần gũi, mình biết nguồn gốc tích, rồi hoàn cảnh người ta cũng khó khăn, người ta không ăn chơi đua đòi, thật ra người ta cần một cái chỗ dựa tinh thần. Về thì tựa vào với nhau, mình có 6 triệu, bà kia lương hưu 7 triệu. Thế rồi ông bà dắt díu nhau sáng ra làm nắm xôi, rồi trưa thì nấu cơm tối vân vân. Cho cuộc sống cuối đời cho nó thanh thản, cho nó díu dít, cho nó vui. Chứ đừng có mạo hiểm như trường hợp này nữa. Không tìm về nhanh nhá. Thậm chí có trường hợp là khi cô ấy chán ở những người khác, người ta buông cô rồi. Cô ấy đang bơ vơ, cô ấy quay trở lại, cô ấy lại ôm anh, cô ấy lại vuốt anh. Rồi anh lại mở đường cho cô một lần nữa thì rồi không ai cứu đỡ được đâu. Chắc là họ cũng sẽ chả có nghĩa tình gì đâu. Cứ ở đâu có tiền có bạc, có người khỏe là người ta theo thôi nhá. Còn cái người mà người ta có nghĩa tình thật ấy, người ta ở với mình, người ta gắn bó, lúc ốm lúc đau người ta còn bắt thuốc bắt cháo cho mình. Chứ như cái người này rồi tiền của mình thì cầm, mà anh ốm thì có khi chưa chắc người ta đã nấu cho bát cơm mà ăn đâu. Tôi biết là anh mới có 60, có thể có cái nhu cầu kia thôi, cái đấy thì anh sẽ tự giải quyết. Tôi cũng không hướng anh là giải quyết bằng cách nào. Mỗi con người đều có cái cách giải của mình, nhưng nó không phải khó lắm đâu mà, nhá. Rồi, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ giúp anh nhìn nhận cái vấn đề trong cuộc sống nó thực tế hơn.
bây giờ phải biết yêu thương và trân trọng mình, đặc biệt là vấn đề sức khỏe, bởi vì ở lứa tuổi 60 là lứa tuổi xế chiều rồi nhá anh nhá. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo Bắc Giang đâu ạ? À Bắc Giang đây ạ. Dạ vâng, chào. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì ạ? Em có hai câu hỏi nhờ chương trình, nhờ bác sĩ tư vấn ạ, về sức khỏe. Rồi. Bạn trình bày đi. Câu hỏi thứ nhất là em cắt phẫu thuật cắt hai phần phụ rồi thì về lâu dài nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Rồi. Thứ hai là em liệu có phải bổ sung uống cái gì không? Em xin cảm ơn ạ. Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 55 tuổi ạ. À, thế là cắt cả hai phần phụ thôi đúng không? Vâng. Rồi, thế có chồng con gì không? Có chồng chứ. À, có chồng. Thế còn từ sau khi cắt xong thì còn đáp ứng được nhu cầu của chồng không? Thế nên em phải nhờ bác sĩ tư vấn. Tôi đang hỏi là có đáp ứng được không? Vâng, có hay không? Ra nói là cũng khó khăn đấy. À, cũng khó khăn. Thế có khắc phục bằng cách nào chưa? Vâng, thì em còn là cũng vẫn cũng phải theo thị trường nó như thế nào thì em lại cũng lại nghe theo thế. Còn rồi. Nên là phải nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Rồi, cũng cập nhật, cũng update thông tin mới đúng không? Vâng. Thế là phẫu thuật cắt đi là bao nhiêu năm nay rồi? Em được gần 6 tháng. À, 6 tháng. Thế là vết thương lành chưa? Có em đã khám lại đâu, chắc là lành nhưng mà em chưa khám lại, bảo là 6 tháng đi khám một lần nhưng mà em đi khám lại đâu. À, cũng chưa đi khám lại, coi cắt xong là xong thôi đúng không? Vâng, bác sĩ bảo là định kỳ 6 tháng một lần đi khám lại nhưng mà em chưa đi khám. Rồi. Thế là nhờ chương trình, nhờ bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Xin chào bạn. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Nhưng mà nghe giọng thì vẫn vui tươi nhỉ, cũng vẫn còn nhiều nhiệt huyết ấy chứ không ủ ê hay là đau khổ gì đâu đúng không? Vâng. Vì sao mà mẹ nó phải cắt như vậy? Em đi khám là nó có nang ứ đức vịt trong buồng trứng ấy, ra ngoài nội khám là chỉ thị cắt. À thế hả? Bạn thì bảo là nang đa thì khám bác sĩ chỉ thị cắt hai bên. Cắt hết hai bên buồng trứng. Vâng, cắt hết hai buồng trứng. Tử cung không ảnh hưởng gì đúng không? Vâng, tử cung không ảnh hưởng gì. Thế nên là em bây giờ có chương trình này, em nhờ bác sĩ chương trình là giúp em, là tư vấn giúp em. Bạn cũng biết là cái nội tiết tố sinh dục nữ thì nó được sản xuất chủ yếu là ở buồng trứng mà, đúng không? Chắc chắn là mình cũng nắm được thông tin cho nên mình rất là lo và không biết là mình có nên bổ sung không hay là theo dõi nó như thế nào. Em lo thế, vấn đề là lâu dài ảnh hưởng gì sức khỏe không? Đúng rồi, lại còn lo cả hạnh phúc nữa, rồi không biết là mình có còn thực hiện được cái đấy một cách nó gọi là tạm ổn hay không, không có ông chồng ông lại phải đi nhờ hàng xóm. Phải nhờ bác sĩ, nhờ chương trình đó. Cũng nhiều thứ phải lo lắm nhỉ? Chồng bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em nay 55 ạ. Chồng bạn? Chồng cũng bằng tuổi. À thế hả? Đúng rồi. Hai vợ chồng mà cùng tuổi với nhau ấy, mà nhất là lại tuổi này thì ông ấy vẫn còn khỏe và rất nhiều thứ cần mình đi cùng đúng không? Nếu mà lại như nhưng thế mà cũng này... giữ kẽ cho em đấy, cũng giữ kẽ riêng em đấy. Đúng rồi, đương nhiên rồi. Tôi thì tôi nghĩ thế này, có lẽ là thứ nhất là cái quan trọng nhất là mình phải theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Nhá. Đã chỉ định cắt hai buồng trứng thì có nghĩa là buồng trứng của mình nó có vấn đề. Và khi buồng trứng có vấn đề như thế thì mình rất cần phải được theo dõi tử cung, phần phụ và hai vú. Ít nhất là như thế. Còn chưa kể các cái cơ quan khác, các cái sức khỏe khác. Bởi vì thường là nếu có vấn đề ở cơ quan sinh dục, ví dụ như là buồng trứng này hay là tử cung, thì bao giờ cũng chỉ định phải kiểm tra thường xuyên những cái cơ quan như thế nhá. Để phát hiện sớm những cái bất thường và xử lý sớm thì mới an toàn cho mình. Đặc biệt là mình phải biết cách khám vú như thế nào để phát hiện sớm ung thư vú. Mình phải biết kiểm tra hạch như thế nào. Rồi là mình phải biết theo dõi xem là có những cái dấu hiệu bất thường, đặc biệt là khi quan hệ tình dục hay không. Ở tuổi mình bây giờ, nếu như cứ mình còn hành kinh không ạ? Em mãn kinh rồi. Đúng rồi. Thế thì mình cứ thấy bất kể lần nào mà tự nhiên xuất hiện máu hoặc là dịch hồng ở cơ quan sinh dục là lập tức mình phải đi đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là bây giờ mình rất là lo là không biết là điện nước nó thế nào.
đúng không? Vâng, Ừ. Thì bây giờ khi mà mình đã bị cắt buồng trứng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nội tiết tố sinh dục nữ của mình. Tất nhiên là không cần phải bổ sung sung bằng đường thuốc mà chủ yếu là bằng chế độ ăn thôi. Nhá. Một số sản phẩm thực phẩm chức năng mình cũng có thể sử dụng được, tìm kiếm thêm những cái sản phẩm mà nó bổ sung cái estrogen ấy, nó lành một chút để mình dùng. Thứ hai là mình có thể sử dụng các cái sản phẩm ví dụ như là đậu phụ này, hay là giá những cái sản phẩm hoặc là hải sản vân vân, những cái sản phẩm mà nó có nhiều các cái những cái mà nó có thể hỗ trợ cho cái nội tiết tố sinh dục nữ của mình, hoặc là bổ sung các cái vi chất khi mà cái đã cắt cái buồng trứng rồi. Và cái quan trọng nhất bây giờ là gì ạ? Tinh thần thật là thoải mái. Ừ, thì mình hát bằng nhiều cách. Mình có thể tìm hiểu thêm những cái cách mà cùng với ông, bởi vì ông cũng rất là thương mình và ông ấy cũng đã giữ gìn cho mình như thế. Lâu dần cuộc sống sau này nó sẽ dài hơn, mình sẽ tìm những cái cách mà vẫn có thể thỏa mãn được cái của cả hai người nhá. Ừ, đấy. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Một chế độ luyện tập giữ mình thật là tốt ạ. Bạn có thể Đấy. Các cái tham gia các cái hoạt động thể thao mà nó phù hợp nhất với mình. Vâng, để nó có một cái sức khỏe dẻo dai thì tôi nghĩ là chất lượng cuộc sống của bạn vẫn ok mà. Đấy, thế em mới lại phải nhờ chương trình giúp đỡ thì Vâng ạ. không bác sĩ Rồi. giúp đỡ thì em cũng chưa nghe rõ cho đoạn đấy đâu. Rồi. Thế là cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. À, có Cảm chúc ơn chương bạn trình, cảm ơn bác sĩ nhá. chúc chị có cái cuộc sống gia đình ổn định, hòa hợp và hạnh phúc nhá. Xin cảm Chào ơn chương trình, bác em sĩ cảm ơn Hoàng chị Thúy nhá. Hải. Cảm ơn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, em chào chương trình ạ. Chào bạn. Chào MC ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Bạn hãy trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, em có hỏi là em có xích mích với mẹ chồng ạ. Thì mấy ngày gần đây thì là em có xảy ra cãi vã với mẹ chồng ạ. Thì hai mẹ con cũng xô xát rồi cũng to tiếng với nhau ấy. Cho em họ và bây giờ em cũng bị mẹ cho ra ngoài ở riêng rồi ạ, mà Xích chồng thế em gì không nữa theo ạ? em ấy. Chuyên gia cho em hỏi là bây giờ em nên làm như thế nào? Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô gái? Dạ em 27 tuổi ạ. Thế là làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Không, em mới được có mấy tháng thôi ạ, 5-6 tháng thôi ạ. Mới được 5-6 tháng mà lại xô xát với mẹ chồng thì có ai đi bệnh viện không đấy? Xô xát là Dạ xô không xát ạ, kiểu không, ý là chỉ là hai mẹ con nói chuyện to tiếng với nhau thôi ạ. à chứ không phải động tay động chân đúng không? Dạ không ạ, vâng, nhưng Rồi. mà kiểu như tức nước vỡ bờ thì cũng hơi to tiếng một chút ạ. Rồi, thế là cưới nhau mấy tháng thì đã có tin vui chưa? Dạ có, nhưng mà nó bị sẩy rồi ạ, thì À. cũng bị sẩy cách đây 2 tháng ạ. Rồi, thế hiện tại thì mẹ chồng tống ra ngoài ở, thế là tống cả hai vợ chồng hay tống mỗi mình bạn? Không, chồng thì có hỏi mẹ thì mẹ bảo là cái đấy là tùy quyết định, nghĩa là chọn mẹ hay chọn vợ là tùy quyết định ạ. Tại vì là chồng thì con một ấy ạ, chị thì ở xa nên là hai chồng kiểu đi đi lại lại ạ, chỉ qua chỗ em được tầm 1-2 hôm thôi ạ. Tóm lại là bây giờ là mẹ chồng tống bạn ra ngoài ở, thỉnh thoảng thì chồng tạt qua như kiểu là thăm vợ thôi đúng không? Còn về Dạ cơ vâng. bản thì là cả tuần thì ông ấy vẫn ở với mẹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ. Bạn 27 Vẫn tuổi, chồng chọn bao nhiêu mẹ. tuổi? Chồng em hơn em 11 tuổi ạ. Tức là ông ấy 38 tuổi rồi á? Dạ vâng ạ. Ồ, thế vẫn mà vẫn như trẻ con đấy, không bảo vệ được vợ à? Vâng, đấy ạ. Nhà em thì hôm đấy là em cũng xao xát với mẹ em cũng có to tiếng thì em cũng nhận lỗi, xin lỗi 6-7 lần rồi, nhưng mà mẹ cũng vẫn không đồng ý. Lúc đấy đến lần thứ 7 thì đồng ý, nhưng mà lại bắt viết bản kiểm điểm ấy, nhưng mà chỉ vì cái bản kiểm điểm là nó có một trang giấy ạ, thì là xong rồi mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn ấy, giữa đêm Rồi, luôn đáng lên viết dài ấy. dài ra làm tí, nó phải tình tiết, nó phải lâm ly bi đát vào khoảng 3-4 trang, nhưng lại viết một trang. Tức là Tại vì thái độ của bạn là không nhận lỗi một cách nghiêm túc, đâm ra là cái bản kiểm điểm ý không giá trị, đâm ra là bằng cái hình thức là
thôi không chấp nhận và tống Vâng ra ạ, khỏi mẹ nhà lại đúng không? nghĩ như thế là chống đối ạ. Và không tôn trọng mẹ. Bố chồng Nhưng còn mà, không? dạ không ạ. Thế à, thế bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Là tầm 64, 65 ạ. Rồi, thế bà còn khỏe không? Chắc là khỏe thì mới cãi nhau được với con dâu chứ đúng không? Chứ yếu thì nằm một chỗ thì chắc là bị Vâng, con vẫn vẫn dâu khỏe ạ. Vẫn khỏe. nó nhảy tưng tưng lên thì chắc là cụ cũng im thế nào cũng được đúng không? Vâng ạ, và rồi vẫn xô khỏe xát ạ. gì mà khủng khiếp thế? Thì cũng chỉ vì những cái chuyện lặt vặt trong gia đình như kiểu nấu ăn rồi giặt quần áo các thứ thôi ạ. Nhưng mà kiểu như chuyện bé xé ra to ấy thì Rồi. lại nảy sinh mâu thuẫn nhiều ấy ạ. Rồi. Bạn gia đình chồng thì ở Hà Nội, thích quê bạn thì ở đâu? Em ở Cao Bằng ạ. À, rồi. Đâm rồi bắt buộc phải thuê nhà ở riêng đúng không? Hay là Dạ mẹ vâng, chồng em cho thuê nhà trọ ở riêng? riêng ạ. Ừ. Vâng. Thuê nhà trọ ở riêng rất là Em mở khổ được đúng không? 1 tháng rưỡi rồi đó. Ồ, thế là cuộc sống lại trở về như thời sinh viên đúng không? Vâng, kiểu như độc thân luôn ý ạ. Anh đi đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào cô gái. Dạ vâng, em chào anh ạ. Phải nói là mình rất là vất vả bởi vì còn rất là trẻ Vâng mà ạ. lại làm dâu, còn dâu Hà Nội mà lại Vâng. làm dâu của một bà mẹ quá chồng. Bà ấy dồn Vâng. hết tình yêu thương cho một cậu con trai duy nhất, một cậu con trai tuy 38 tuổi nhưng mà như một thằng bé của mẹ. Cho Vâng nên ạ. mẹ bảo là sao nghe vậy. Mặc dù Vâng. bây giờ có một cô vợ rất là trẻ, chắc chắn phải trẻ xinh thì mới lọt được vào mắt xanh của anh ấy, một cô gái ở Cao Bằng mà lấy chàng trai Hà Nội đúng không? Thế nhưng mà cuối Dạ cùng thì vâng. mẹ bảo bây giờ muốn chọn mẹ thì chọn, mà chọn vợ thì chọn, nhưng mà cũng không dám chọn cái gì cả, Vâng ạ, mà đúng cũng rồi. không phải quỳ xuống xin lỗi là nhà con nó còn trẻ người non dạ, có gì mẹ là tha cho Vâng. rồi để rồi con sẽ dạy vợ con hay là để vợ con chúng con Vâng. bảo nhau. Rồi trước mặt mẹ thì quát vợ lên một đôi câu cho mẹ vui lòng, để rồi anh ấy phải là hơn mình ấy là 11 tuổi, tức là gần một giáp đấy, là một Dạ thế vâng. hệ đấy, đáng lẽ gọi ông chú được rồi đấy. Thế và ông chú thì có nghĩa vụ, có trách nhiệm là dạy dỗ cô cháu được bước vào đời, là mẹ anh tính thế thôi chứ mẹ anh cũng tử tế lắm, mẹ anh toàn đi chùa vân vân, em về em cứ cười em cứ nọ kia, mẹ nói gì em cũng cứ vâng ạ cho anh, tức là anh ấy phải là cái người như thế. Nhưng mà anh ấy cũng chẳng đủ năng lực, 40 mấy tuổi không biết là còn thế nào nữa. Tôi không biết là xô xát chuyện gì, nhưng mà một bên giữa một người rất cố chấp và một bên thì mình còn trẻ không đủ biết rằng là thôi cứ nhún đi, bà ấy nói thì bà ấy nghe đấy, chứ Ừ, vâng. mà mâu thuẫn chỉ có đẩy ra chuyện nấu ăn đúng không? Vâng bà ạ, bà chỉ ấy nấu bảo ăn nấu giặt mặn giũ, thế nhưng thì mà nghĩa là bình thường thì em cũng gọi dạ bảo vâng, với lại cũng làm theo ý bà ấy ạ. Nhưng mà tại vì kiểu cái đợt đấy tâm trạng em cũng không được tốt ấy, mới sẩy bé nên là em cũng kiểu mệt mỏi ạ. rồi đấy, tự nhiên có đứa cháu hy vọng là sắp có đứa cháu nội để bế thì đã bị làm hỏng, tất nhiên không phải lỗi ở mình nhưng bà cũng đã Vâng. tức rồi, xong bây giờ Bà lại nói thì nghĩ là đã do bắt đầu nó mình. biết cãi. Vâng. Tóm lại thì bây giờ mình đang làm gì mà ăn? Dạ ý là em có xin lỗi và có bảo chồng em xin lỗi rồi nhờ các cậu nhưng mà đều không được ạ. Bà rồi cũng vẫn chưa đồng ý ạ. rồi Thì có thể cũng chả cần xin lỗi em nữa, không thế nhưng biết mà như cơ thế bản nào bây nữa. giờ mình đang làm ăn gì, hay là chồng mỗi tháng cho mấy triệu ăn? Vâng, em vẫn có thu nhập ổn định, tháng vẫn đủ ăn đủ tiêu ấy. Cái nhà ấy là bà ấy thuê cho mình hay là bà ấy đuổi mình đi mình tự phải thuê? Em tự đi thuê ạ. Bây giờ là nhà mình tự thuê này, tiền mình Vâng. tự ăn này, Vâng ông ạ. kia lúc nào cần thì ông mò đến này, và miễn Vâng. phí luôn. Có phải Ý là vợ là chồng cãi chỉ nhau vì đang lý hờn dỗi do gì đâu? về phía em với mẹ chồng chứ không phải là vì lý do em và chồng ấy ạ. Biết rồi, nhưng người đàn ông không Vâng. bảo vệ được mình xin lỗi người ta không cho, thì mình trở thành người như vậy là có cưới xin cái hỏi đàng hoàng. Bây giờ thành một, Vâng. đúng là nếu mà có nhà ngoại là trả về nhà ngoại đấy, nhưng mà không có ngoại thì Vâng. đuổi đứng đường đấy. Mình Vâng phải ạ. xác định là mình như thế Ở một mà. mình ạ. Vâng. Ừ. Mà rồi dần dần ông ấy là cái người mà gọi là không đủ để mà quyết định mọi thứ, nó rắn giỏi rằng là cứ lôi em cứ về đây, em cứ về nhà này ở đi, mẹ có đánh chết mình cũng không có đi đâu cả, cứ lăn ra đây rồi anh sẽ nói nọ nói kia, nhưng mà cũng đồng ý để cho vợ ở đấy, xong rồi để cho mẹ hài lòng, xong thỉnh thoảng mò ra với vợ thôi. Thế thì
đành rằng còn tình cảm còn tình yêu, nhưng mà cái ông này như thế mình có trông cậy được không, có trông đợi được mà không, hy vọng là lấy một ông chồng già để mà ông ấy chiều, ông ấy thương đấy mình. ạ. Vâng. Cuối cùng thì bây giờ lại là một cậu ấm lớn tuổi thì cũng mệt lắm đúng không? Dạ Cho nên có cách hai cách. Cách thứ nhất, cố gắng đến muối mặt một lần nữa, con nói thật với mẹ, con vẫn yêu nhà con, yêu chồng con cũng có lỗi lầm, con còn trẻ, con còn chưa hiểu biết gì, mong mẹ tha thứ cho con về đây để được con sống với chồng và cũng có cơ hội để gần gũi rồi gọi là chăm sóc mẹ. Con trả cái nhà vâng. kia rồi con đi lấy chồng thì bố mẹ con đã dặn rằng là như thế nào cho nữa cũng cố gắng hòa hợp với gia đình nhà chồng, cho nên là thôi mẹ bây giờ có đánh có đuổi con không đi, con cứ nằm đây thế này. Đấy là cái thứ nhất là phải nhún vậy. Còn cái thứ hai là thôi mình xác định rằng là mình còn trẻ, mình may mà chưa có con, bây giờ có tiền Vâng. có bạc có nghề có ngỗng cứ làm ăn cứ túc tắc như thế, nhưng phải gây sức ép với ông chồng. Thế tóm lại anh bây giờ anh là người trưởng thành rồi, 38 tuổi đầu rồi, em lấy anh cũng hy vọng rằng anh là cái chỗ nương tựa. Em đã là một cô gái ở tỉnh xa, về đến đây không họ hàng, không bố mẹ, thế thì còn người thân duy nhất là anh. Thế thì bây giờ tóm lại với anh, theo anh thì cái lỗi mà giữa em với mẹ như thế, anh em lỗi có đáng để mà phải đuổi ra khỏi nhà thế này không? Vân Vâng vân. ạ. Và anh định để cái trường hợp này đến bao giờ? Hay là cứ để đây em đi tự lo một mình rồi như một cái nhà trọ, lâu lâu anh ra với một cô gái gọi là như cặp bồ ấy, mà là cặp bồ không được trả Vâng. công ấy, đúng không? Ví Vâng dụ đúng như rồi. thế, mình Ừ. phải dồn sức xem ông ấy quyết định thế nào ông bảo. Như là em cũng đã thực hiện hai phương án đấy rồi. Phương án thứ nhất thì em cũng đã về xin lỗi mẹ hai lần sau khi mà chỉ vì một cái bảng kiểm điểm thôi ạ. Em cũng đã về xin lỗi nhưng mà mẹ kiểu như là nói những buông những lời mà kiểu không tôn trọng em ấy ạ. Ví dụ bà Kiểu bảo như sao? ví dụ như là bảo là không chứa chấp nhà, xong rồi bảo là đã thay chìa khóa mà tại sao lại đến đây ạ, mò đến đây làm gì ạ, kiểu như là bảo là em lấy cái gì của nhà đó ạ. Tóm lại là người ta đã đuổi ra khỏi nhà rồi đấy. Vâng Ừ. Thế còn phương đấy, án thứ còn hai thì làm phương án sao? thứ hai thì là đã thuyết phục chồng rồi và cũng đã bảo chồng nhà nhà em ạ, phía nhà bố mẹ em ấy, thì đã bảo đã nói chuyện với anh đấy và bảo là anh đấy cố thuyết phục mẹ để bố mẹ nói chuyện với lại bà xem thế nào ạ, nhưng Thôi, mà đừng làm anh đấy khổ thì bà cũng dùng ngoại rắn nữa. và cũng mãi mới nói chuyện với mẹ, nhưng mà em cũng không biết là anh ấy thuyết phục kiểu gì mà mẹ anh cũng vẫn chưa đồng ý ạ. Người ta không thuyết phục đâu. Người ta không Vâng. thuyết phục đâu, người ta sẽ bảo con người ta là cái như con ấy, chả có vợ này thì có vợ khác, mẹ thì có một mình mẹ. Rồi như người như Vâng, mày đúng rồi, lấy đâu bạn chả cũng hay được nói câu vợ, đấy. không không lấy một cái con người thế nọ người thế kia, người ta nói cái điều không ấy. Đừng có bắt bố mẹ mình khổ đi. Với một người cố chấp đủ bao dung thì người ta sẽ không chấp với cô con dâu còn trẻ người non dạ. Bây giờ mình bắt bố mẹ mình mò từ Cao Bằng xuống đây xong rồi lễ mễ kéo đàn kéo đống đến nhà người ta quỳ xuống để xin cho con gái mình để được ở thì khác mình ra mình hạ thấp cái giá trị của mình quá. Mình cũng phải biết rằng là họ cũng không có sáng giá gì lắm mà mình cũng không đến nỗi chết đâu. 27 tuổi đầu từ ở trên kia xuống cũng có học có hành, bây giờ cũng tự làm tự ăn tự thuê được nhà. Tóm lại thì mình trông đợi cái gì ở người ta cái chứ, đúng không? Tình thương chả có, tình yêu thì không, tiền thì cũng tự lo. Thế bây giờ mình cứ đâm đầu đổ đuôi vào đấy làm gì? Mình sống bình thường, rồi thậm chí mình còn có bạn có bè đến nhà chơi, thậm chí để cho anh thấy rằng là mình, anh ấy cần phải là người vững vàng lên thì mới có mình. Không xin nữa. Vâng, Xin tại thế vì đủ là rồi. em thì em cũng không muốn là để mọi người biết chuyện này, thì cả em cũng không muốn là ý là cũng không nghĩ là mình sẽ xảy ra những chuyện như thế, nên là em cũng chưa chấp nhận được sự thật kia, nhưng em cũng vẫn cố gắng là cái phương án là cả hai đều hòa hợp. Cả hai hòa hợp, bàn tay phải hai cái bên cùng vỗ thì nó mới tạo ra tiếng vỗ tay, còn một cái tay mà cứ đập vào bên kia nó bỏ nó chạy thì vỗ vào đâu, đúng không? Vâng ạ. Mình bây giờ mình hãy bỏ những cái sĩ diện đi, nào là mang tiếng lấy được giai Hà Nội rồi vừa mới được vài tháng giờ nó đuổi ra rồi không dám chia sẻ với ai. Thật ra mình bước vào một cuộc sống, nếu mình thấy nó quá khó khăn, quá khổ, nhìn thấy tương lai nó mờ mịt, mình dừng lại đi chậm lại một nhịp, mình nhìn nhận lại xem có nhất thiết phải cố thủ để mình lọt được vào nhà đấy không nhá. Vâng. Mình bây giờ độc lập tự do, mình có tiền, mình có ăn có sống, họ quý mình thì họ sẽ đi lại, chồng sẽ có cách phải 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 chinh phục người mẹ để có được mình.
Thế còn nếu anh chỉ nghe bà mẹ bà anh ấy sẵn sàng để buông rơi mình, nghĩa là anh chả có đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho mình đâu mà. Cũng chưa nhất thiết là phải ly hôn đi heo gì, cũng chưa cần phải thông báo ai, nhưng đặc biệt đừng bắt ông bà già của nhà mình phải xuống xin lỗi khoanh tay gì đấy. À, người ta khổ lắm nhá. Mình lớn rồi, mình thì đi lấy em cũng chồng chỉ rồi. Định là bảo bố mẹ em gọi điện để thuyết phục. Mình đến bà tận thôi, nơi mà là người ta còn bảo là người ta là... thay chìa khóa rồi vào đây làm gì, thì bố mẹ mình biết đâu người ta nói những câu nó không hay để làm tổn thương bố mẹ ra. Nên bố bố là... em cũng chưa muốn gọi điện luôn nhá, nghĩa là bảo chồng em là thuyết phục mẹ xem thế nào. Thực ra thì cái vấn đề này là vấn đề của hai vợ chồng bạn. Và cái người mà cần có tiếng nói nhất lúc này đó là chính là anh chồng của bạn. Dạ, điều vâng. quan trọng nhất là bạn là với vai trò người vợ nên thuyết phục chồng và thật cứng rắn với người chồng để làm sao người chồng lớn lên, trưởng thành hơn, để với vai trò là một cậu con trai trưởng, một cậu con trai duy nhất trong gia đình của mình có tiếng nói để cho người mẹ hiểu và thông cảm nhá. Chứ không dạ, phải vâng là bố ạ. Mẹ bạn hay là bản thân bạn đến quỳ lạy gia đình nhà người ta đâu nhá. Dạ, còn vâng khi ạ. Anh ta thuyết phục được mẹ thì anh ta đã trở thành người trưởng thành. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nam ạ. Dạ alo, em nghe ạ. Chào bạn. Dạ, bây giờ cuộc sống của em bây giờ, ông chồng thì em cũng công khai về người thứ ba đấy, ông về đang sống với nhau. Ừ. Thì em muốn chuyên gia tư vấn về cho em với cuộc hôn nhân như thế này và... Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 43. Thế à, thế là cuộc hôn nhân kéo dài bao nhiêu năm nay rồi? Dạ đúng thật, bọn em kết hôn được 10 năm nhưng mà là cuộc hôn nhân này kéo dài. Từ hôm bắt đầu là em công khai người thứ ba là được 2 tháng hơn 2 tháng nay. À thế à? Dạ. Tức là 2 tháng nay thì anh ý đi với cả cái cô gái kia hay là thế nào? Thì có nghĩa là... Buổi tối thì ngủ với nhau, còn ăn uống thì về bên này ở. À, tức là ban ngày thì anh ấy về với vợ, đúng không? Dạ. Còn buổi tối thì anh ấy bỏ đi với cả người tình. Dạ. Có biết anh ấy đi đâu không? Hay dạ, là dẫn về nhà? Không, như là buổi tối thì hai người ngủ với nhau, còn ban ngày thì ông chồng em cũng đi làm. Ừ. Thì về ăn cơm bên này xong rồi lại về bên kia ngủ với nó. Rồi, thế là bạn chấp nhận cái mối quan hệ này à? Đã bao giờ hai vợ chồng trao đổi với nhau về việc này chưa? Dạ đúng, thật sự ra là bọn em cũng có trao đổi nhưng mà em cũng chỉ vì cái tình đấy nghĩa mà em sống, em muốn chấp nhận cái cuộc hôn nhân như này. Tức là bạn chấp nhận à? Dạ, thì em cũng muốn là chuyên gia tư vấn cho em thêm một chút về vấn đề cuộc hôn nhân như này của em như thế nào. Rồi, lấy nhau 10 năm rồi, có mấy đứa con rồi? Dạ, bọn em chưa. Chưa có con á? 10 năm nay không có con à? Dạ vâng, bọn em, ông chồng này nhà em thì ông trước đây cũng có ăn ở với cả một người, cũng có hai đứa con, nhưng mà một đứa con thì chồng em nuôi, một đứa thì vợ kia nuôi. Ừ. Ờ, thế là bạn lấy cái anh này là cũng là lần đầu lấy chồng à, hay là? Dạ vâng, đúng rồi. Thế à? Thế 10 năm nay lấy nhau mà không có con thì bạn có đi tìm hiểu nguyên nhân không? Dạ, nói chung em cũng tìm hiểu nhân mình, nhưng mà nhiều cái thì em bảo thôi giờ con chồng nào thì gạo con của mình. Thì cái thằng kia thì nó cũng sống tốt, nó cũng không gì cả. Ừ. Thế con của chồng lớn chưa? Dạ năm nay cháu lớn là năm nay 21 tuổi ạ. À thế à, thế thì anh ấy cũng phải 50 à? Dạ là 47 ạ. À rồi. Dạ. Rồi thế hai người lấy nhau 10 năm nay có đăng ký kết hôn không? Dạ em có ạ. Rồi. Bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Dạ em muốn gặp bác Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn về cho em cái cuộc hôn nhân như thế này giải quyết ra sao ạ. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời dạ. Anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Hà Nam nhé. Dạ vâng, em chào anh Đoàn ạ. Trước hết là phải nói rằng việc của mình thì mình nghĩ cách giải quyết, chứ đừng bảo là gặp bác Đinh Đoàn xem giải quyết ra làm sao nhé. Dạ, bác vâng Đinh ạ. Đoàn không giải quyết được. Dạ, ví vâng, dụ em... như mình cứ cố nghiến răng mình nói rằng thôi cứ có chồng cho nó có còn hơn không. Rồi dạ. Người khác thì người ta vứt ngay đi rồi. Nhưng dạ. Mình thì cũng lại cũng muộn muộn mới lấy được chồng, xong rồi lại cũng có một cái yếu của mình đó là không có đứa con để gắn kết. Dạ. À, rồi mình cũng nghĩ rằng ở tuổi này rồi ra có làm ầm lên thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nếu mình đã lựa chọn cứ nghiến răng chấp nhận thì chắc là bác Đinh Đoàn có phân tích thì mình cũng chẳng làm gì. Nhưng bây giờ hỏi một chút này, có làm ăn gì không em? Dạ nói chung thì ban ngày thì em có hôm thì... Không, mình có bị phụ thuộc về kinh tế không? Có đi làm để có mà ăn không? Hay là ông ấy nuôi?
Dạ không, cái này bọn em vẫn đi làm bình thường ạ, nhưng mà thời gian này công ty của em nó nghỉ thì em cũng đang ở nhà. Ai nghỉ? À, công ty nghỉ cho nên mình đang ở nhà. Vâng, em nghỉ 2 tháng nay rồi ạ. Cái con lớn của anh ấy là 21, còn đứa bé bao nhiêu? À, đứa bé ở với mẹ nó đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Cái thằng cu 21 ấy nó làm gì rồi? Dạ, cháu nó học nấu ăn Hà Nội ạ. À, nấu ăn rồi. Dạ. Này, cái cô mà cứ chồng mình cứ đi sang ngủ đấy, có ở gần làng, gần phố thì nhà mình không? Dạ, cô đấy là người ở xa về lấy chồng ở quê ngoại nhà em ạ. Tức là hiện nay là cô đang có chồng? Vâng, nhưng mà hai vợ chồng cũng đang ly thân. Hai chồng ly thân, thế còn chồng mình thì sang ngủ với cô đấy. Dạ. Thế và mình có biết cái cô ấy lắm không? Ví dụ em như biết. Trông trẻ rồi, xinh rồi, ngon rồi, giỏi rồi, đảm đang hay gì đó không? Cô này cũng có trong tay nghề may ạ. Ừ. Làm may tư. Ừ. Thì năm nay cô đấy cũng là 40-50 rồi. Rồi. Hơn ông chồng em 2 tuổi. Rồi. Mình theo mình thì cái gì mà khiến cho ông xã nhà mình gọi là không dứt được cô một cách công khai như thế? Cô còn đang có chồng này, dù người ta có ly thân thì vẫn là vợ chồng đúng không? Dạ vâng. Thế rồi cũng 49-50 rồi chứ cũng chẳng phải bảo là trẻ trung như là gái mới lớn gì để hấp dẫn. Mình còn 43, cô nó còn 49. Dạ. Theo mình cái gì đấy? Dạ, cô ấy bao tiền thì... hay là cô ấy giỏi gì đó? Dạ, nói chung là trong cái cuộc hôn nhân bọn em thì nó không có tiếng nói chung. Vì bọn em cứ hay nói chuyện với nhau được một lúc thì bọn em lại... Ông chồng như em lại nói chuyện thì ông lại cùng cổ lên. Ừ. Thì em với ông nói chuyện nó không hợp nhau lắm. Thì trong thời gian vừa rồi thì ông chồng với ông ấy quen biết cô này thì nói chuyện thì hai người em thấy có vẻ là nó sẽ nói hơn một chút, có vẻ nó sẽ nói chuyện dễ hơn mình. Thật ra chắc chả phải vì nói chuyện đâu, đàn ông đi tìm một người phụ nữ khác chả phải để nói chuyện đâu. Có thể là người ta cũng có những cái, một là cũng có tài chính kinh tế vì cô cũng có nghề có nghiệp gì mà. Hai nữa là cũng bàn tay vàng cô ấy mang lại cho ông ấy cái cảm xúc nó mới mẻ gì đấy. Chắc chắn đây là một việc ông ấy thì không có ý định là bỏ vợ để lấy cái cô kia. Hai người này chắc đến với nhau, một là gần gũi về tình cảm rồi nói được chuyện với nhau. Thứ hai là cũng vì chuyện này chuyện nọ thôi đúng không? Tức khi mình nói thì ông ấy nói làm sao? Ông nói rằng là ở bên cô ấy tôi thấy hạnh phúc rồi, cô ấy là thực sự giỏi rồi, cô ấy gì đó không? Ông chồng dạ, mình nói chung là thì ông chồng em thì ông bảo là khi mà ngồi nói chuyện với cô kia thì là nó đem cảm xúc nhiều hơn. Khi nói chuyện với em thì em lại không có cảm xúc để nói chuyện với ông chồng em mà như thế. Còn ông chồng em ông bảo là nếu trong hai người phụ nữ mà buông thì là ông chấp nhận. Nhưng mà trong cái lý do làm sao mà buông. Mình sống vì tình vì nghĩa, mình thấy ông có nghĩa có tình gì với mình không? Thì nói chung thì ông chồng em cũng sống cũng không phải là tồi ạ. Ừ. Chẳng đánh mình bao giờ đúng không? Dạ không. Có hỗ trợ gì về tài chính kinh tế không? Dạ nói chung thì hai vợ chồng thì đi làm thì bọn em thì vấn đề tài chính thì không có vấn đề gì phải khúc mắc về vấn đề tài chính ạ. Rồi tiền ai người giữ hay là góp gạo thổi cơm chung? Dạ ấy chung luôn ạ. À, rồi ông đi làm về là ông đưa tiền cho mình vì mình còn nuôi cả con cho ông cơ mà đúng không? Dạ nói chung là con thì chồng kia lớn thì bọn em không phải nuôi ạ. Ừ. Trước hết thì nếu mà xét về thôi, nếu như là một cái người đàn ông mà vì lý do này lý do khác đang có vợ mà có thể đi đến với một người phụ nữ khác mà giấu giếm vụng trộm ấy thì có thể tạm gọi đấy là ngoại tình. Ít nhất ví dụ vợ phát hiện ra còn cãi rồi còn xin lỗi rồi hứa rồi thề rồi buông rồi bỏ. Nhưng đây ông thì nói thẳng là ở bên với người ta thì anh có cảm xúc hơn. Và ngang nhiên là ban đêm thì sang đấy để ngủ với cô đấy. Còn mình thì về bên này để ăn cơm. Mình là một bà bảo mẫu, mình là người nuôi cả hai bố con nhà anh ấy đúng không? Dạ. Gọi là một cô giúp việc mà lại không phải trả lương. Dạ. Mình chăm cả con lẫn bố, còn bố thì tinh hoa thơm thảo thì mang đi biếu rồi. Mình không có tự ái gì bao giờ. Mình thấy có khó chịu lắm không? Dạ, trong cuộc mới đầu thì em thấy khó chịu nhưng mà em nhiều khi bây giờ em cũng cảm thấy là bình thường sao. Thôi cũng kệ đúng không? Đi thì đi. Dạ. Về mặt nguyên tắc ấy, thì thực ra không ai người ta chấp nhận cái chuyện lấy chồng chung đâu.
Thà rằng ăn vụng ăn trộm khuất mắt ngang nhiên như vậy, nó coi mình không là một cái gì cả. Mình sống như là một người hầu, no cho nó cơm no ở bên này nhưng mà lại bò cưỡi ở bên chỗ khác, là cũng thấy tự ái chứ. Thế nhưng mà vì có lẽ mình cũng là cái người cam chịu rồi, không, trong cái hoàn cảnh của mình bây giờ bốn mấy tuổi, xong không có con có cái, nếu bây giờ có làm ầm lên lão sẵn sàng lão bỏ lão chia tay chẳng hạn, thì rồi mình cũng lại trơ vơ đúng không, về với bố với mẹ đẻ thì cũng chả được, mà rồi nói chung cũng hết. Cho nên là mình đã lựa chọn con đường chấp nhận. Thứ nhất là vi phạm pháp luật đấy. Hai nữa là mình hoàn toàn có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình. Mình hoàn toàn có thể gặp cái cô kia, nói với cả chồng mình, được gặp cả cô kia. Rồi cũng có người này người khác, ba bè bốn bên, mình cũng báo với để... với... Thực ra thì họ đang vi phạm pháp luật đấy. Dạ. Giá như họ đi rủ nhau bí mật đi gọi là ăn vụng thì thôi không nói, nhưng mà đây là ngang nhiên như vậy. Hai vợ, anh ấy nói là bây giờ một người nào đó mà chủ động rút lui thì bên nào rút lui cũng được, chấp nhận. Còn nếu không thì ông ấy ăn cả đúng không? Dạ. Dạ hai vợ. Ôi mình thì có vui được làm cả không? Em làm cả. Thì tất nhiên rồi, làm cả. Thôi thế thì cứ bởi vì chẳng lẽ anh lại xui là người là phải vùng lên, mà trong khi thì mình lại muốn nằm im, mình không muốn vùng, thì rồi tự nhiên bảo lại đang yên đang lành để có người kích động. Thế nhưng mà suy ngẫm kỹ nhá, bởi vì mình có đáng phải thế không, mình còn chân còn tay còn sức lao động còn kiếm được ăn, đằng nào cũng chả có liên quan dính líu gì, con cái chả có. 10 năm nay hầu cả bố con nhà anh ấy, nuôi con nhà anh thì lúc đó 11 tuổi, bây giờ 21, tới đây rồi dựng vợ gả chồng. Thế rồi cái người này mà lúc mà mình ốm, bây giờ mình có đi làm, sống nó không có nghĩa, có tình, mình ốm mình đau mình nằm đấy một mình, ông ở bên kia ông đi với người khác thì mình tóm lại là phí cả một đời, đúng không? Dạ. Cho nên là quyết định tự lập, còn kiếm ăn được thì tiền ăn uống tiêu pha giữ lấy làm của riêng. Sau này con chả có, chồng thì chả ra hồn chồng rồi, thì mình còn phải tự lo cho thân mình chứ. Nếu có anh em ruột nhà mình, người ta có hỗ trợ sau này về già thì mình cũng phải có đồng tiền bát gạo chứ, người ta không thể nuôi không mình được nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này thì mình có nghĩ rằng là thôi cứ tặc lưỡi chấp nhận được tí nào thì được, nhưng mà nghĩ sâu xa ra là khéo không mình mang hết cả cái tuổi trẻ, tuổi xuân và tuổi trung niên của mình đi phục vụ bố con nhà anh, rồi cuối cùng cuối đời mình trắng tay thì mình thiệt lắm. Rồi. Dạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn, và hy vọng là qua những lời chia sẻ này thì bạn tìm được cái đường hướng tương lai cho chính mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.